Vikalapurana Veramani Thekha Badang Sama Diyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Vikalapojjana Vechamani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Nacchayi ta hòa đi ta ví su cái đó sẽ nặng mà là gần thôi đây về ta thà ra nặng mạnh đó nã vi phu sanh tha na về ra mani xích hạ bà đằng sa ma đi à mi đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch thưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức. Nacchayi tavadita visu kadasana malagan tavile panatha chana mandana vifu sanatana vechamani sikkhapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Ốc cha sẽ giá nạ, ma hà sẽ giá nạ, về ra ma nì sẽ khá ba đăng sa ma đi già mi, đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Ucchasayana Mahasayana Vechamani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Immang Atthangassamana Gatang Puttappanyattang Upposatthang Immang Charattin Immang Chadivassang Sammadevaa Virakkittum Sammadhiyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bát quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai. Imani atha sikha badane ubo sasi vlasena iman jaratan iman jadivasang sa thukang katawa apmamadena sammarakitapang. Chư Phật đã thọ tam quy bát quan trai giới chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay chẳng nên với vui. A à, Mát Phần Tê, chúng con xin thành kính phụng hành. Si lên a su có tình danh tí si lên a phô sa ba da si lên a nghiệp của tình danh tí ta ma si lăng vi so tha ye người giữ giới hằng được phú túc mạng chung thọ sanh lạc cảnh là thẳng duyên chứng đắc niết bàn, do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh. Sa thủ lành thai, Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vật trọn niệm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật
Phật tác thành thân duyên, gieo năm vật trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngừa mong pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y tăng bảo tình thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong tăng bào đức lành từ dung. Bhagavato sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa buddha na bhavena sada sati. Bhagavato sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa dhamma na bhavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sapa mangalang sapa devata sapa sangha na bhavena sada sati bhavantu te. Tất cả anh phú an có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho hóa của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thuộc sa thuộc lành thai lành thai. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Ca Ya. Chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Là con thành kính đảnh lễ ngài Tuệ Siêu, con thành kính đảnh lễ thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Pháp Tân, đại đức Pháp Tính cùng chư tôn đức. Sa thú kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh và kính mời MC tiếp tục với chương trình hôm nay. Nam mô Bụt Tha Ya. Dạ, Nam mô Bụt Tha Ya. Đây là chương trình Phật pháp Buddha Dhamma trên Bo Talk mỗi ngày 2 giờ giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ PM tối, Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali từ 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris từ 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Nguyên Thông thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả các đạo hữu. Hôm nay thứ tư ngày 2 tháng 9 năm 2020 Phật lịch 2564. Đề tài hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu. Phân đoạn và chú thích Tỳ Kheo Giác Đẳng bài 33. Đại Kinh Người Chăn Bò Mahagopa Laka Sutta. Phân đoạn 151-152 do Thượng Tọa Pháp Đăng giảng giải. Để mở đầu chương trình con cung thỉnh Sư Bá Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Ya. Con thỉnh mời thượng tọa Tuệ Siêu. Nam mô Bụt Tha Ya. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư tăng. Thân chào tất cả quý tu nữ và quý Phật tử. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, Đức Phật thuyết pháp ngài có nhiều cách để thuyết làm cho thính chúng nghe dễ hiểu, có thể mường tượng được cái chi pháp. Trong đó có cái cách Đức Phật ngài thuyết ẩn dụ ở trong bài kinh Người Chăn Bò Gopalaka, Đại Kinh
Đức Phật này nêu ra 11 cái đức tính của cái người chăn bò. Và không làm cho đàn bò nó tăng thịnh, trái lại nó bị suy giảm. Ngược lại thì một người chăn bò có đầy đủ 11 cái đức tính sẽ làm cho đàn bò nó được lớn mạnh. Với cái hình ảnh thí dụ này, Đức Phật này cũng nêu ra về một vị tỳ kheo có đầy đủ 11 cái đức tính ở giữa tăng chúng, khiến cho tăng chúng được lớn mạnh, và chính bản thân của vị đó cũng thành tựu được cái thành quả tu tập. Tương đối là 11 cái đức tính này đọc qua nó dễ hiểu hơn là ẩn ngữ ở trong cái bài kinh Vào Mối mà vị Phạm Thiên bằng hữu của tôn giả Kumarakasva đã nói. À, tôn giả Kumarakasva đã đem đến bạch với Đức Phật: cái ví dụ Đức Phật đưa ra ở đây thì ngài nói về chăn bò với những cái đặc điểm mà người chăn bò phải có, thì chúng ta thấy rất là thực tế. Một lần nữa để cho chúng ta thấy rằng Thế Tôn La Hán Chánh Đẳng Giác bậc nhất thiết chủng trí, mặc dù ngài từ nhỏ xuất thân là một vị hoàng tử của dòng sắc Đế Lị, rồi khi ngài lớn lên ngài đi xuất gia, phải nói hoàn toàn không biết gì ở bên ngoài. Nhưng mà khi Đức Thế Tôn ngài, khi ngài là trở thành bậc giác ngộ rồi, thì khi ngài thuyết pháp, ngài đưa lên những cái thí dụ, thì chúng ta thấy dường như là cái gì ở trong cuộc đời này ngài cũng biết. Cái nhất thiết chủng trí đặc biệt như vậy. Bây giờ thì xin mời Sư Nguyên Thông đọc cho chánh văn của bài đọc, rồi sau đó xin cung kính thượng tọa Pháp Đăng, vị giáo sư trong ngày hôm nay sẽ thuyết giảng bài học này. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, Nam mô Bổn Thầy, dạ con tuân lĩnh sư thượng tọa Tử Siêu đọc bài kinh ngày hôm nay, bài kinh thứ 33, Đại Kinh Người Chăn Bò, Mahagopalaka Sutta, phân đoạn 151-152. Tên bài kinh lấy từ thí dụ trong pháp thoại về hình ảnh người chăn bò khéo chăn dắt đàn bò. Bài khi này gọi là bài Đại Kinh vì có bài kinh tiếp theo cũng với thí dụ người chăn bò, nhưng ngắn hơn. Trong một pháp thoại hàng ngày do chư tỳ kheo tại chùa Kỳ Viên Savatthi, bậc đạo sư đã dùng khả năng người chăn bò, một hình ảnh quen thuộc trong dân gian, để nói về sự vụng về hay khéo léo trong vai trò chăm sóc đàn bò. Với thí dụ này, Đức Phật dạy về những điều mà một tỳ kheo trong giáo pháp khiến tăng già hưng thịnh hay suy giảm. Nội dung bài kinh đặc biệt nói lên vai trò và trách nhiệm cá nhân của cộng đồng đối với tăng chúng. Số 151. Những pháp khiến một tỳ kheo thối đọa trong giáo pháp. Ở cách nói nào đó,
Một tu sĩ giống như chiến sĩ ra trận, phải có đầy đủ trang bị để đối đầu với quân địch. Thiếu trang bị về kiến thức, tánh hạnh, khả năng và ý chí dẫn đến sự suy thoái tất nhiên. Kinh văn: Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở tại Savatthi xá vệ Chaitavana Kidalam, vườn ông Anathapindika cấp cô độc ở đây. Thế Tôn gọi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, thưa vâng bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau: Này các tỳ kheo, nếu không đầy đủ một đức tánh này, một người chăn bò không thể chăn giữ đàn bò, không thể khiến đàn bò được hưng thịnh. Thế nào là 11 ở đây? Này các tỳ kheo, một người chăn bò không biết rõ sắc, không khéo phân biệt các tướng, không từ bỏ trứng con bò chết, không băng bó vết thương, không có sóng khói, không biết chỗ có nước có thể lội qua, không biết chỗ nước uống, không biết con đường, không khéo léo đối với các chỗ đàn bò có thể ăn cỏ, là người vắt sữa cho đến khô kiệt, là người không chú ý, không săn sóc đặt những con bò đực già và đầu đàn. Này các tỳ kheo, người chăn bò nào không đầy đủ 11 đức tánh như vậy thì không thể chăn giữ đàn bò, không thể khiến đàn bò được hưng thịnh. Cũng vậy, này các tỳ kheo, tỳ kheo nào không đầy đủ 11 pháp, không thể lớn mạnh, tăng thịnh, thành mãn trong pháp và luật này. Thế nào là 11 ở đây? Này các tỳ kheo không biết sắc, không khéo phân biệt các tướng, không từ bỏ trứng con bò chết, không băng bó vết thương, không có sóng khói, không biết chỗ nước có thể lội qua, không biết chỗ nước uống, không biết con đường, không khéo léo đối với các chỗ đàn bò có thể ăn cỏ, là người vắt sữa cho đến khô kiệt. Đối với những thượng tọa trưởng lão xuất gia đã lâu ngày, bậc tôn túc trong tăng giới, bậc lãnh đạo trong tăng giới, không có sự tôn kính, tôn trọng đặc biệt. Chư tỳ kheo, thế nào là người tỳ kheo không biết rõ các sắc? Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo đối với sắc pháp không như thật biết rõ các loại sắc thuộc bốn đại và sắc do bốn đại hợp thành. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo không biết rõ các sắc. Chư tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo không khéo phân biệt các tướng? Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo không như thật biết rõ kẻ ngu và nghiệp tướng của nó, kẻ trí và nghiệp tướng của người đó. Như vậy, này các tỳ kheo, tỳ kheo không khéo phân biệt các tướng. Chư tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo không trừ bỏ trứng con bò chét? Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo thọ dụng dục tầm khởi lên, không từ bỏ, không tránh né, không chấm dứt, không làm cho tồn tại. Tỳ kheo thọ dụng sân tầm khởi lên, thọ dụng hại tầm khởi lên, thọ dụng các ác bất thiện pháp khởi lên, không từ bỏ, không tránh né, không chấm dứt, không làm cho tồn tại. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo không trừ bỏ trứng con bò chết. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo không băng bó vết thương? Ở đây, này các tỳ kheo khi mắt thấy sắc, nắm giữ tướng chung, nắm giữ tiếng riêng. Những nguyên nhân gì làm cho mắt không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên? Tỳ kheo không tự chế ngự nguyên nhân ấy, không hộ trì con mắt, không thực hành sự hộ trì con mắt. Khi tai nghe tiếng vân vân, mũi ngửi mùi hương vân vân, lưỡi nếm vị vân vân, thân cảm xúc vân vân, ý nhận thức các pháp, vị ấy nắm giữ tiếng chung, nắm giữ tiếng riêng. Những nguyên nhân gì khiến căn ý không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các pháp, các ác bất thiện pháp khởi lên? Tỳ kheo không chế ngự nguyên nhân ấy, không hộ trì ý căn, không thực hành sự hộ trì ý căn. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo không băng bó vết thương. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo không sống khói? Ở đây, này các tỳ kheo không có thuyết giảng rộng rãi cho các người khác biết chánh pháp mình được nghe, được thọ trì. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo không có sống khói. Và này các tỳ kheo, như thế nào là tỳ kheo không biết chỗ có nước có thể lội qua? Ở đây, này các tỳ kheo thỉnh thoảng có gió đến gặp những tỳ kheo đa văn, được trao cho truyền thống giáo điển, những bậc trì pháp, trì luật, trì matika, các bản tắc, nhưng không hỏi, không trả lời các vị ấy: thưa tôn giả, điểm này là thế nào?
Ý nghĩa này là gì? Những bậc tôn giả ấy không làm cho hiển lộ những điều chưa hiển lộ, không làm cho rõ ràng những điều chưa được rõ ràng, và đối những nghi vấn về chánh pháp, các vị ấy không đoạn trừ nghi hoặc. Như vậy này các tỳ kheo, là tỳ kheo không biết chỗ nước có thể lội qua. Và chư tỳ kheo thế nào là tỳ kheo không biết rõ chỗ nước uống? Ở đây này các tỳ kheo trong khi pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết được giảng giải, không chứng đạt nghĩa tính thọ, pháp tính thọ liên hệ đến pháp. Như vậy này các tỳ kheo là tỳ kheo không biết chỗ nước uống. Và này các tỳ kheo thế nào là tỳ kheo không biết về con đường? Ở đây này các tỳ kheo không như thật biết con đường thánh đạo tám ngành. Như vậy này các tỳ kheo là tỳ kheo không biết rõ con đường. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo không khéo léo đối với các đàn bò có thể ăn cỏ? Ở đây này các tỳ kheo không như thật biết về bốn niệm xứ. Như vậy này các tỳ kheo là tỳ kheo không khéo léo với các đàn bò có thể ăn cỏ. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo vắt sữa cho đến khô kiệt? Ở đây này các tỳ kheo, khi các vị tại gia vì lòng tin cúng dường các vật dụng như y áo, đồ ăn, khất thực, sàng tọa, dược phẩm, trị bệnh, tỳ kheo không biết nhận lãnh cho được vừa đủ. Như vậy này các tỳ kheo là tỳ kheo vắt sữa cho đến khô kiệt. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo đối với những thượng tọa trưởng lão xuất gia Đảo Lô Ngài, bậc tôn túc trong tăng giới, bậc lãnh đạo trong tăng giới, không có sự tôn kính, sự tôn trọng đặc biệt? Ở đây này các tỳ kheo, đối với các thượng tọa trưởng lão xuất gia Đảo Lô Ngài, bậc tôn túc trong tăng giới, bậc lãnh đạo trong tăng giới, không có thân nghiệp đầy lòng từ đối với các vị ấy trước mặt và sau lưng, không có khẩu nghiệp đầy lòng từ đối với các vị ấy trước mặt và sau lưng, không có ý nghiệp đầy lòng từ đối với các vị ấy trước mặt và sau lưng. Như vậy này các tỳ kheo là tỳ kheo đối với những thượng tọa trưởng lão xuất gia Đảo Lô Ngài, bậc tôn túc trong tăng giới, bậc lãnh đạo trong tăng giới, không có sự tôn kính, không có sự tôn trọng đặc biệt. Này các tỳ kheo nào không đầy đủ 11 pháp này thì không thể lớn mạnh, tăng thịnh, thành mãn trong pháp luật này. Những điều cần nhớ, thứ nhất là không biết rõ sắc pháp, là không biết về bốn đại và sắc y sinh. Số 2, không khéo phân biệt các tướng, là không biết phân biệt kẻ ngu hay người trí. Số 3, không từ bỏ trứng con bò chét, là không biết trừ các tà tư duy. Số 4, không băng bó vết thương, là không hộ trì các căn khi tiếp xúc với cảnh. Không có sóng khói, là không thể thuyết giảng chánh pháp đã được nghe. Không biết chỗ nước có thể lội qua, là không có tâm cầu pháp từ những bậc đa văn thông hiểu kinh điển. Số 7, không biết chỗ nước uống, là không biết cách thu thập tinh hoa của giáo pháp qua nghĩa tính thọ, pháp tính thọ và hân quang trong pháp. Số 8, không biết con đường, là không biết rõ con đường thánh đạo tám ngành. Số 9, không khéo đối với đàn bò có thể ăn cỏ, là người không biết bốn niệm xứ. Số 11, vắt sữa bò cho đến khi khô kiệt, là không biết chừng mực trong thọ dụng sự cúng dường của thí chủ. Số 11, không chú ý, không săn sóc đặc biệt các con bò lão thành và đầu đàn, là không biết kính quý bậc tôn túc trưởng lão sau lưng cũng như trước mặt. 152, 11 khắc pháp khiến một tỳ kheo trưởng thành trong giáo pháp, là bậc đạo sư đã nhấn mạnh: này các tỳ kheo, tỳ nào đầy đủ 11 pháp này thì có thể lớn mạnh, tăng thịnh, thành mãn trong pháp và luật này. Câu này có nghĩa là biết cách khiến tăng chúng hưng thịnh thì bản thân được nhiều lợi lạc thiết thực trong hành trì tu tập. Kinh văn: này các tỳ kheo, người chăn bò đầy đủ 11 đức tánh này có thể chăn giữ đàn bò, khiến đàn bò trở thành hưng thịnh. Thế nào là 11? Ở đây này các tỳ kheo, người chăn bò biết rõ sắc, khéo phân biệt các tướng, trừ bỏ trứng con bò chét, băng bó vết thương, có sóng khói,
biết chỗ nước có thể lội qua, biết chỗ nước uống, biết con đường khéo léo đối với các chỗ đàn bò có thể ăn cỏ, không vắt sữa cho đến khô kiệt, là người chú ý săn sóc đặc biệt những con bò đực già và đầu đàn. Này các tỳ kheo, người chăn bò đầy đủ 11 đức tánh này có thể chăn giữ đàn bò và làm cho đàn bò trở thành hưng thịnh. Cũng vậy, này các tỳ kheo đầy đủ 11 pháp này có thể lớn mạnh, tăng thịnh, thành mãn trong pháp luật này. Thế nào là 11? Ở đây, này các tỳ kheo biết rõ sắc, khéo phân biệt các tướng, trừ bỏ trứng con bò chết, băng bó vết thương, có sóng khói, biết chỗ nước có thể lội qua, biết chỗ nước uống, biết con đường khéo léo đối với các bò đàn bò có thể ăn cỏ, không phải là người vắt sữa cho đến khô kiệt đối với những thượng tọa trưởng lão xuất gia đã lâu ngày, bậc tôn túc trong tăng giới, bậc lãnh đạo trong tăng giới thì có sự tôn kính, tôn trọng đặc biệt. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo biết rõ các sắc? Ở đây, này các tỳ kheo, đối với các sắc như thật biết rõ các loại sắc thuộc bốn đại và sắc do bốn đại hợp thành. Như vậy, này các tỳ kheo biết rõ các sắc. Chứ tỳ kheo thế nào là tỳ kheo phát khéo phân biệt các tướng? Ở đây, này các tỳ kheo như thật biết kẻ ngu và nghiệp tướng của kẻ ngu, kẻ trí và nghiệp tướng kẻ trí. Như vậy, này các tỳ kheo phân biệt các tướng. Này các tỳ kheo thế nào là tỳ kheo trừ bỏ trứng con bò chết? Ở đây, này các tỳ kheo không thọ dục, không thọ dụng dục tầm khởi lên, từ bỏ tránh né chấm dứt, không làm cho tồn tại, tỳ kheo không thọ dụng sân tầm khởi lên, vân vân, không thọ dụng hại tầm khởi lên, vân vân, không thọ dụng các ác bất thiện pháp khởi lên, từ bỏ tránh né chấm dứt, làm cho không tồn tại. Như vậy, này các tỳ kheo là tỳ kheo trừ bỏ trứng con bò chết. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo băng bó vết thương? Ở đây, này các tỳ kheo, khi mắt thấy sắc, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, những nguyên nhân gì khiến mắt không được chế ngự, khiến tham ái ô bi các ác bất thiện pháp khởi lên, tỳ kheo chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì con mắt, thực hành sự hộ trì con mắt, khi tai nghe tiếng vân vân, mũi ngửi hương vân vân, lưỡi nếm vị vân vân, thân cảm xúc vân vân, ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ tiếng chung, không nắm giữ tiếng riêng, những nguyên nhân gì khiến ý căn không được chế ngự, khiến tham ái ô bi các ác bất thiện pháp khởi lên, tỳ kheo chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành hộ trì ý căn. Như vậy, này các tỳ kheo là tỳ kheo băng bó vết thương. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo có sông khói? Ở đây, này các tỳ kheo có thể thuyết giảng rộng rãi cho các người khác biết chánh pháp mình được nghe, được thọ trì. Như vậy, này các tỳ kheo là tỳ kheo có sông khói. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo biết chỗ nước có thể lũ qua? Ở đây, này các tỳ kheo thỉnh thoảng có đến gặp những tỳ kheo đa văn, được trao cho truyền thống điển, những bậc trì pháp, trì luật, trì patika, tức là các bản tóm tắt, có hỏi, có trả lời các vị ấy, thưa tôn giả, điểm này là thế nào? Ý nghĩa này là gì? Những bậc tôn giả ấy làm cho hiển lộ những điều chưa được hiển lộ, làm cho rõ ràng những điều chưa được rõ ràng. Và đối với những vị có nghi vấn về chánh pháp, các vị đoạn trừ nghi ấy. Như vậy, này các tỳ kheo là tỳ kheo biết rõ chỗ nước có thể lội qua. Và chứ tỳ kheo thế nào là tỳ kheo biết rõ chỗ nước uống? Ở đây, này các tỳ kheo trong khi pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết, giảng giải, chứng đạt nghĩa tính thọ, chứng đạt pháp tính thọ, chứng đạt sự hân hoan liên hệ đến pháp, như vậy là tỳ kheo biết chỗ nước uống. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo biết rõ về con đường? Ở đây, này các tỳ kheo như thật biết con đường thánh đạo tám ngành. Như vậy, này tỳ kheo là tỳ kheo biết rõ con đường. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo khéo léo đối với các chỗ đàn bò có thể ăn cỏ? Ở đây, này các tỳ kheo như thật biết về bốn niệm xứ. Như vậy, này các tỳ kheo là tỳ kheo khéo léo đối với các chỗ đàn bò có thể ăn cỏ. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo không vắt sữa cho đến khô kiệt? Ở đây, này các tỳ kheo,
Khi các vị tại gia vì lòng tin cúng dường các vật dục như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm, trị bệnh, tỳ kheo biết nhận lãnh cho vừa đủ. Như vậy này tỳ kheo không vắt sữa cho đến khô kiệt. Và này các tỳ kheo, thế nào để tỳ kheo đối với những thượng tọa, trưởng lão, xuất gia đã lâu ngày, bậc tôn túc trong tăng giới, bậc lãnh đạo trong tăng giới, có sự tôn kính, sự tôn trọng đặc biệt ở đây này các tỳ kheo, đối với các thượng tọa, trưởng lão, xuất gia đã lâu ngày, bậc tôn túc trong tăng giới, bậc lãnh đạo trong tăng giới, có thân nghiệp đầy lòng từ bi đối với các vị ấy, trước mặt và sau lưng, có khẩu nghiệp đầy lòng từ bi đối với vị ấy, trước mặt và sau lưng, có ý nghiệp đầy lòng từ bi với các vị ấy, trước mặt và sau lưng. Như vậy này các tỳ kheo, là tỳ kheo đối với những thượng tọa, trưởng lão, xuất gia đã lâu ngày, bậc tôn túc trong tăng giới, bậc lãnh đạo trong tăng giới, có sự tôn kính, có sự tôn trọng đặc biệt. Này các tỳ kheo nào đầy đủ 11 pháp này thì có thể lớn mạnh, tăng thịnh, thành mãn trong giáo pháp. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỷ, tin thọ lời Thế Tôn, lời Thế Tôn đã dạy. Những điểm cần nhớ: số 1, biết sắc, tức là biết về bốn đại và sắc y sinh, giống như một người chăn bò khéo có thể nhận ra tình trạng đàn bò qua hình sắc. Một tỳ kheo cần hiểu biết về tứ đại và những sắc pháp do tứ đại hợp thành, bao gồm luôn cả các cảnh thuộc ngoại giới. Số 2, biết tướng, là biết phân biệt kẻ ngu và người trí, giống như một người chăn bò khéo léo biết bò nào lành mạnh hay bệnh hoạn qua tướng cách của một vị tỳ kheo phải có khả năng phân biệt người hiền kẻ ác. Qua số 3, biết trừ bỏ trứng bỏ chét, là biết trừ diệt các tà tư duy, giống như một người chăn bò khéo léo biết trừ bỏ trứng bỏ chét. Vị tỳ kheo biết cách trừ khử ba suy tầm, là dục tầm, sân tầm, hải tầm, là những khuynh hướng phiền não nội tại. Số 4, biết băng bó vết thương, là hậu trì các căn khi tiếp xúc cảnh, giống như một người chăn bò khéo léo biết cách băng bó vết thương cho các con bò để khỏi bị nhiễm trùng. Tỳ kheo cần biết cách hộ trì các căn để không bị chi phối bởi trần cảnh. Số 5, biết sông khói, là thuyết giảng rộng rãi chính pháp đã được nghe, giống như một người chăn bò khéo léo biết sông khói để đàn bò không bị mũi mồng, thì một tỳ kheo biết cách quản diễn giáo pháp để bảo vệ sự tồn tại hưng thịnh của tăng chúng. Số 6, biết chỗ nước có thể lội qua, là biết cầu pháp từ những bậc đa văn thông hiểu, giống như một người chăn bò khéo léo biết chỗ nước có thể lội qua, thì một tỳ kheo cần có khả năng nhận biết những ai là bậc tinh thông kinh luật vi diệu pháp để tham vấn, xóa tan nghi hoặc. Trong chánh kinh dùng chữ Matika có nghĩa là những mẫu đề hay là những pháp tinh yếu, một hình thức giảng giải trong buổi sơ thời của vi diệu pháp Abhidhamma. Số 7, biết con đường, là biết rõ con đường thánh đạo tám chi phần, giống như một người chăn bò khéo léo biết con đường để chăn dắt đàn bò, thì tỳ kheo cần phải nắm rõ ý nghĩa và thực hành bát thánh đạo. Số 8, biết chỗ nước uống, là biết cách thu thập tinh hoa của giáo pháp qua ý nghĩa tính thọ, pháp tính thọ và sự hân hoan trong pháp, giống như một người chăn bò khéo léo biết những trọng điểm và ý lý cao sâu của giáo pháp, từ đó tìm được niềm hân hoan và an lạc trong sự tu tập. Số 9, biết nơi đàn bò có thể ăn cỏ, là bốn niệm xứ, giống như một người chăn bò khéo léo biết nơi bò có thể ăn cỏ, thì vị tỳ kheo cần biết rõ ý nghĩa và cách tu tập quán niệm qua tứ niệm xứ. Số 10, biết giữ sữa không vắt cho đến khô kiệt, là biết chừng mực trong thọ dụng sự cúng dường của thí chủ, giống như một người chăn bò khéo léo biết chừng mực thích hợp không vắt sữa cho đến cạn kiệt, thì tỳ kheo cần ý thức rõ mức độ vừa phải trong sự thọ dụng sự cúng dường của đàn tính. Số 11, biết săn sóc đặc biệt con bò đầu đàn, là biết kính quý bậc tôn túc trưởng lão sau lưng cũng như trước mặt, giống như một người chăn bò khéo léo biết chăm sóc bò đầu đàn hoặc những con bò già, thì tỳ kheo cần có sự quý kính và quan tâm chăm sóc
những bậc niên cao lạp trưởng trong tăng chúng. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu phân đoạn và chú thích là tỳ kheo Giác Đẳng. Kính thưa chú vị và con cung kính thỉnh mời sư phụ Pháp Đăng từ bi giảng dạy bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con cung kính thỉnh mời thượng tọa Pháp Đăng. Alo, quý vị nghe được không? Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, con Pháp Đăng kính đảnh lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng tọa Tề Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Pháp Tăng, Thượng tọa Minh Hạnh. Để Đức Pháp Tính, Đức Tuệ Tri, Sư Nguyên Thông cùng với Chư Tôn Đức Tăng kính chào quý vị, cô tu nữ, thần chào quý Phật tử. Thì bữa hôm nay mình học cái bài kinh Trung Bộ, cái bài kinh số 33, Mahago Balaka, của Balaka Xuất Tá. Thì Đức Phật ngày nói về một cái hình ảnh, thí dụ giống như một cái người, chăn bầy bò. Với cái cách là bầy bò được hưng thịnh hay là bầy bò nó sẽ chết thôi, nó gọi là tiêu tan. Thì lấy cái hình ảnh bầy bò này để nói về cái con đường tu tập của một vị tỳ kheo. Vì đó biết cái cách tu tập để tiến bộ hay là rồi bị không biết cái cách thì nó sẽ suy giảm. Mình có thể là gọi là những vị đó nó trở lại đời sống thế tục. Thì chính vì điểm này đó thì chúng ta thấy rằng đối với giáo pháp của Đức Phật đó, thì chư tăng tu đó, thì chúng ta thấy những cái vị tu tập hay là những vị bỏ đời sống tu tập thì từ cái thời kỳ Đức Phật cho đến bây giờ thì nó vẫn có như vậy. Vì hai cái khuynh hướng, một là tiến lên, hai là bị lùi xuống. Ở đời nó giống như một cái người làm có của cải tài sản, thì làm cách nào, giữ gìn cách nào cái tài sản lớn mạnh. Và cái người bị tan quan tài sản nó có những cái điều ngược lại, những cái điều mà thành công. Thì cũng như vậy, Đức Phật này nói về cái đức tính của một cái người chăn bò mà cái bầy bò nó được hưng thịnh đó, đó là 11 cái cách này. Và thiếu 11 cái cách này đó thì đàn bò đó nó sẽ không có được hưng thịnh, có nghĩa là nó không sinh sôi nảy nở, nó không lớn mạnh, không to mập, nó không mang lại cái kết quả cho những con bò nó khỏe mạnh, thì chúng ta gọi là không hưng thịnh. Cũng như vậy, nếu mà chúng ta thấy rằng con người tu tập của chúng ta đó mà biết cách tu tập và không biết tu tập, cái bài học này nó cũng rất là quan trọng. Nếu mà mình phân biệt đó thì nó rất là quan trọng. Vì sao vậy? Vì thường thường chúng ta thấy rằng trong 11 cái đức tính người chăn bò đó, để đàn bò được hưng thịnh đó, cũng như một người mà biết tu đó phải biết phân biệt. Ở trong đây cái đề tài thứ nhất là không biết rõ các sắc. Thì chúng ta thấy nếu mà nói về Uttara mà khi mình hỏi về cái sự tu tập đó thì Uttara nói thầy có ông dạy là mắt thì nhắm lại, có tai thì bịt lỗ tai, có mũi bịt lỗ mũi đó thì gọi là tu. Nhưng mà thật sự ra thì chúng ta biết rằng cái sắc pháp đó, chúng ta chỉ cần phân biệt sắc pháp, danh pháp là danh pháp. Và cái sắc pháp này đó nó ở những cái giác quan nào? Bởi thường thường chúng ta không biết được cái sự tu tập và không biết được không tu tập. Chúng ta biết mù mờ được Đức Phật kỳ ví dụ như là ví như cái muỗng múc canh thì bao giờ nếm được vị lành ngọt ngon đó, gần hiền chẳng biết học cơm bao giờ nếm được mùi hương đạo lành. Còn ví như cái lưỡi nếm canh tức thì biết được vị lành ngọt ngon đó, gần hiền chăm chú học cơm tức thì thâu nhập pháp môn dễ dàng. Thì Đức Phật ngày cho chúng ta biết rằng biết rõ các sắc đó, chúng ta thấy giống như nội xứ ngoại xứ gì đó. Hay bây giờ chúng ta thấy một người tu tập họ biết cái phân biệt, cái tuệ phân biệt danh sắc. Sắc là cái gì, danh là cái gì. Như vậy đó, thì không biết rõ các sắc là gì. Bởi vì chúng ta thấy sắc tứ đại đó, đất nước lửa gió, sanh sắc y đại sinh. Sắc y đại sinh nó có những cái nhóm sắc thần kinh, sắc cảnh giới. Thần kinh ở đây là nói đến những cái giác quan hình thành. Hay là chúng ta gọi là giáo lý tập nhiễn duyên á, từ lục nhập á, từ lục nhập á, duyên cho xúc, hay là từ danh sắc liên cho lục nhập,
Lục nhập là sáu cái nội xứ được hình thành, và chứng sáu nội xứ đó, đó hay là chúng ta gọi là sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ, pháp xứ, hoặc là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ, pháp xứ. Thì nói như vậy để chúng ta biết rằng á, chúng ta biết tu tập đó thì chúng ta biết tham nó từ ở đâu, nó nghĩa là từ đâu, từ trong cái tâm của chúng ta. Và chúng ta cũng hiểu rằng á, đối với chư Phật các bậc thánh á, vẫn có cái thân này, vẫn có các cái giác quan, nhưng mà các ngài hết phiền não, nên mắt của các ngài không phải giống như là Tăng Ni Uttara nói ngoại đạo dạy phải nhắm mắt bịt tai, không phải, mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, nhưng mà các cái phiền não nó không có. Thì Đức Phật cũng biết rõ, ngài cũng dạy chúng ta các sắc á, nó chỉ là sắc pháp thôi. Các sắc này là không có phần phải đoạn trừ. Bây chúng ta thấy các sắc á, chúng ta cần phải hiểu biết thôi, chứ không có phải đoạn trừ. Và chúng ta hiểu các sắc đó như mắt và cảnh sắc, nội xứ và ngoại xứ, rồi nhãn thức á, để biết được cái cảnh sắc đó. Và cái cảnh sắc đó thì chúng ta hiểu rằng tất cả những cái gì mà mắt chúng ta thấy được đều gọi là cảnh sắc. Như vậy chúng ta thấy một người nam, một người nữ, một người biên, một người mỏi, món vàng, bạc, ngọc, nghề, châu báu, ruộng vườn, đất đai. Cái gì mà chúng ta thấy được đó, nó chỉ là cảnh sắc thôi. Và cảnh sắc đó thì chúng ta cũng biết, nếu mà chúng ta quán nữa đó, thì tất cả chúng sanh đó, chỉ có lục đại duyên khởi thôi. Và trong lục đại duyên khởi là đất nước lửa gió đó, thức và hư không. Như vậy á, thì cái gì mà chúng ta quán đó, chúng ta thấy rằng bốn đại mà chúng ta được hình thành đó, thì cũng do mẹ cha ăn vật thực đó. Cái gì mà trồng ra, cái gì vật gì mà được ăn đó, được nhai nuốt nếm, được hình thành tinh trùng hay nõn bào, rồi hình thành cái thai nhi trong thai bào. Thì chúng ta hiểu rằng á, khi mà hình thành như vậy đó, đó là những cái gì vật chất mà chúng ta ăn, chúng ta vay mượn. Khi chúng ta chết đó, thì các sắc đó cũng trở về cho tứ đại thôi. Những cái gì mà cứng, mềm, rồi ruột gan, phèo phổi, nó cũng tan ra thành đất. Những cái gì nước chảy ra hay quến lại đó thì nó trở về cho nước. Có nghĩa là nước mắt, nước máu, nước mũi, nước miếng, mồ hôi, nước mỡ thì trong người chúng ta do chúng ta uống nước mà nó được hình thành. Bây giờ những cái đó nó cũng tan, khi mà chúng ta chết nó tan rã, thức nó không duy trì cái sắc quẩn này nữa, rồi gọi là sắc danh tục sinh, vậy sắc tục sinh nó không duy trì thân này nữa, thì cái thân này nó sẽ tan rã ra. Mà khi tan rã như vậy á, thì cái gì á, nó trở về cái đó, như hơi thở chúng ta đó, chúng ta gọi là sống, thì khi mà chúng ta chết chúng ta trút hơi thở đó thì cái thân chúng ta nó biến hoại, nó không còn cái sự sống nữa. Như vậy thì chúng ta hiểu được như vậy, chúng ta thấy các sắc là các sắc thôi. Chứ còn nếu mà chúng ta không phân biệt được thì chúng ta thấy rất là nhiều những cái điều mà trong ngoại đạo nói sai lệch. Đức Phật ngày cho chúng ta biết rằng sắc chỉ là sắc thôi. Sắc là những cái phần không cần đoạn trừ, mà chúng ta cần phải liễu tri, phải biết thôi. Phải biết các sắc đó như vậy đó, nó có tính sinh dị diệt. Bởi chúng ta thấy sắc tứ tướng nó có sinh tiến dị diệt, nó có sanh lên trụ và nó biến hoại và nó tiêu tan. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng biết rõ các sắc là sắc nội phần ngoại phần. Sắc nào là sắc địa đại, cái nào là thủy đại, cái nào là quả đại, cái nào là phong đại. Chúng ta hiểu được như vậy đó, thì chúng ta gọi là hiểu rõ các sắc. Và không khéo phân biệt các tướng đó là nói đến mình không biết đời cái người ngu, người trí. Bởi chúng ta thường thường biết rằng ở đời mà chúng ta muốn tu hành đó, mà chúng ta gần cái người ngu đó, thì chúng ta sẽ bị thất bại. Nếu mà chúng ta tu hành, chúng ta gần người trí đó, thì chúng ta thành công. Nên trong cái câu số 2 đó, là không khéo phân biệt các tướng, tướng của con bò đó, cũng như ở đời mà chúng ta không phân biệt được người ngu, người khôn, chúng ta có thể bị tù tội, hoặc là chúng ta bị bao nhiêu cái sự khổ. Mà thường thường ở đời quý vị thấy những cái trường hợp này xảy ra rất là nhiều. Nên chúng ta không phân biệt được cái người nên gần hay người không nên gần. Bởi một cái người tu được, chúng ta thấy rằng họ phải thân cận người nào mà nên tu được. Họ mà thân cận người nào họ không tu được. Họ ở chỗ nào mà xì ke, ma túy, rượu, trà, trè, bà, bạc, đàn điếm, những cái chỗ ăn chơi trác táng đó,
thì khi mà họ ở gần cái chỗ đó, đó họ không phân biệt chỗ nào nên tới, chỗ nào không nên tới đó. Thì càng ngày họ càng bê bết, càng ngày họ càng tiêu tàn. Thì cũng giống như là một cái người nuôi bò mà không biết phân biệt được cái tướng con bò. Rồi không biết trừ bỏ bò chết là gì. Bởi vì chúng ta thấy rằng con người chúng ta đó nó có phần tuệ, phần mà chúng ta thường gọi là chánh kiến và chánh tư duy đó. Nó thuộc về tuệ phần, có nghĩa là cái phần đó nó thuộc về trong cái tâm của chúng ta. Bởi vì cái tâm chúng ta đó, trong cái bài kinh Rồi Múa cũng có nói ban đêm không có ban ngày chiếu sáng đó, thì chúng ta thường thường suy nghĩ, và chúng ta suy nghĩ mà chúng ta không biết. Ở đây dùng cái từ gọi là thọ dụng, dục, dục tưởng, sân tưởng, hệ tưởng. Thì chúng ta hiểu rằng nhé, cái con bò chét nó có cái trứng, và cái trứng đó nó nở thành con bò chét và nó hút máu con bò, và con bò nó sẽ xanh xao vàng dọp mà nó ăn uống không có đủ chất. Vì những con bò chét nó hút máu con bò, những con ve đó. Quý vị nào mà có nuôi bò hay là nuôi chó thì chúng ta biết những con bò nó có những con bò chét, có những con ve, có những con nó hút máu, những con mồng rồi đó. Thì chúng ta phải biết biết làm sao mà loại bỏ những con nó hút máu, mà khi chịu hút máu như vậy thì con bò nó không lớn được, nó sẽ bị còi cọc. Thành ra khi mà chúng ta tu tập vậy, chúng ta không từ bỏ những cái dục tư duy, những cái tư duy về dục. Bởi vì chúng ta thấy rằng những người mà bị dục tư duy đó là họ cứ mong mỏi, rồi cứ mong mỏi hoài trong những sự thọ hưởng như là mắt tai mũi lưỡi thân tâm của họ đó, họ tìm cầu những cái dục, sắc dục, thinh dục, khí dục, vị dục, xúc dục. Như vậy á, thì á, họ những cái dục mà họ cứ suy nghĩ tầm cầu như vậy đó, thì cái tư tưởng của họ nó sẽ bị loạn động, và tâm tư của họ không được an tịnh, họ không có thể nào làm cho sanh khởi thiền định được. Nếu người này không từ bỏ những cái dục tư duy, hận tư duy và hại tư duy mà chúng ta gọi là thọ dụng, thọ dụng ở đây thì chúng ta hiểu rằng đó là những cái tư duy nó sanh khởi trong tâm chúng ta, và nó cứ lớn mạnh. Những cái dục nào chưa sẽ sanh, những dục nào đã sanh rồi nó khống chế cái tâm tư của chúng ta. Thường chúng ta biết rằng những người mà họ bị tương tư hay là họ bệnh thất tình đó, họ bị đau khổ vì chẳng qua là họ bị những cái chứng bệnh tâm, và họ tiều tụy thời gian và họ sẽ chết đi cũng giống như vậy. Nếu mà con bò mà không rút, những con bò chét nó hút máu, không biết bắt bỏ nó ra ngoài đó, thì nó rút máu điếc đó, nó càng rút rồi nó càng đẻ ra nhiều nhiều con bò chét, và nó rút máu con bò, từ từ con bò nó sẽ kiệt quệ và nó sẽ không không lớn được, nó sẽ từ từ rồi nó sẽ bị bệnh hoạn, rồi tấn công nó sẽ chết. Rồi ở đây thì chúng ta thấy rằng không biết bắt bỏ những bò chét, rồi không biết băng bó vết thương. Thường thường chúng ta hiểu rằng cái vết thương ấy, nó sẽ là gì, vết thương nó sẽ làm cho nhiễm trùng. Thì cũng như vậy, chúng ta có những cái giác quan, có những cái giác quan có nghĩa là mắt với cảnh sắc, tai đối với cảnh thinh. Nên thường thường quý vị biết ngũ song thức chứ, đó là năm cái đôi thức mà nó luôn luôn biết những cái cảnh sắc. Mà một cái vị tỳ khưu đó biết băng bó, nó là biết biết nhìn như thế nào đó mà những cái dục nó không sanh khởi. Còn chúng ta không biết đó, chúng ta nhìn biệt tướng chung, tướng riêng người nào đó, nhìn những chỗ nào mà nó khởi những cái phiền não, mình ngửi những cái mùi gì nó sanh lên cái phiền não. Nên thường thường quý vị biết rằng những cái vết thương đó, chính mắt chúng ta đó mà chúng ta không có biết biết chế ngự đó, không biết chế ngự. Bởi vì thường thường quý vị thấy một cái người tu tập đó, họ phải phải lục căn thu thúc thanh tịnh, hay gọi là thanh tịnh giới, về lục căn thu thúc thanh tịnh giới đó. Như vậy thì không biết băng bó vết thương, tức là không biết chế ngự các cái giác quan của mình. Mình ăn uống không có điều độ, ăn uống tham đắm, rồi mắt mình tham đắm trong cảnh sắc, tai mình tham đắm trong cảnh thinh, mũi mình tham đắm trong cảnh khí, miệng mình tham đắm trong cảnh vị, thân mình tham đắm trong cảnh xúc, xúc chạm bằng êm ấm, cứng lạnh, nóng mềm. Như vậy thì không biết băng bó cái vết thương đó, thì vết thương sẽ lở ra. Và thường thường thì chúng ta ưa nghe trong kinh hay thí dụ á, những người nào mà có những cái dục tư duy đó thì ruồi lằn sẽ bu 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 vào. Nên thường thường chúng ta biết là chỗ nào nó có cái mùi hôi đó thì ruồi nó sẽ bay vào. Thì cũng như vậy, cái người mà họ không có thu thúc các giác quan đó, thì họ luôn tìm cầu những cảnh sắc thinh đó,
thì họ bị những cái dục lạc đó nó kéo lôi, nó làm cho họ thân bại danh liệt. Thì chúng ta thấy ở đời cũng vậy, có những người vua chúa hay là những người mà họ muốn trở thành tổng thống nguyên thủ quốc gia đó, mà họ có những cái việc tình mà có nghĩa là đối đó, thì đó là những cái điều mà người ta sẽ đem ra, người ta sẽ bàn luận, và người ta sẽ không đặt lòng tin vào những người như vậy. Thì chúng ta cũng biết vị tỳ kheo cũng vậy đó, mình không băng bó vết thương, tức là không biết chế ngự sáu căn đó, thì vị tỳ kheo đó rất là khó để thấy được cái tâm tịnh. Bởi chúng ta thấy giới tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh đó, đó là những cái phần mà phải có đối với một cái người mà muốn tiến lên cái con đường để đạt được thiền định, thần thông và thắng trí. Nếu mà cái người đó mà các cái căn mà không có chế ngự, mắt nhìn láo lia, tai luôn thích thú các âm thanh, một cái người mà thích thú các âm thanh như vậy thì không thể nào chứng được sơ thiền. Nên chúng ta hay nghe nói rằng sơ thiền, cái tiếng ồn là cái gai nhọn của sơ thiền. Một người mà ưa thích nghe nhạc, nghe ca hát đó, thì người đó không có khả năng để chứng thiền. Hay là chúng ta nghe những cái câu chuyện của Bồ Tát trong quá khứ, hay là những cái câu chuyện mà nói về những cái vị mà chỉ không có chế ngự được cái con mắt thôi, mà vị đó trước đó là Phạm Thiên sanh xuống, mà mẹ mà muốn cho bú đó cũng mặc đồ người đàn ông, mà chỉ để mà đứa bé nó bú được thôi, chứ không thấy cái hình hài của người nữ. Nhưng mà khi mà một cái người nữ họ biết cái cách mà khiêu gợi cái dục tình đó, họ đã cầm cái đàn tỳ bà tới và họ đã đàn khải nhẹ nhẹ, và những cái dục tình mà của vị vị hoàng tử này nó đã ngủ yên trong một thời gian từ cái cảnh cảnh giới Phạm Thiên đó, bây giờ nó đã thức dậy. Nó thức dậy có nghĩa là nó hưởng thụ những cái âm thanh, và những cái âm thanh mà khi mà nó không chế ngự được đó, thì cái dục tình từ lâu nó cũng bùng phát lên. Chính vì như vậy nên chúng ta mới thấy tại sao mà Đức Phật ngày dạy người mà biết băng bó vết thương, cứ như là biết chế ngự các căn. Hay là chúng ta nghe những cái câu chuyện mà chuyện dục tham kỳ dị đó, trong kinh Bổn Sanh chuyện dục tham kỳ dị nói về cái vị đạo sĩ đó đã từ bỏ cái cung vàng điện ngọc đi tu rồi, nhưng mà vị đó khi mà ăn cái xoài đó, ăn trái xoài đó, và cái trái xoài đó nó ngon quá đi, từ Hy Mã Lạp Sơn nó trôi xuống dòng suối, vị đó đó không muốn ăn cái gì khác ngoài trái xoài đó thôi, mà cứ ngồi nhìn dòng sông, ngồi dòng sông nhìn hoài với dòng sông đó, chờ trái xoài, chờ mòn mỏi đến 5 6 ngày. Cái vị thiên nữ này đã đem trái xoài tới cho cái vị đạo sĩ này, và có những cái lời khuyên răn vị đạo sĩ này. Rồi vị đạo sĩ này lên Hy Mã Lạp Sơn ăn xoài và thấy cái chuyện mà của cái người đó đời trước làm những nghiệp ác, móc thịt mà ăn. Vị vua đó, vị đạo sĩ đó hỏi ra rồi thấy được cái tội lỗi, vị đó trở lại cái việc tu thúc tu tập tiếp tục với cái ẩn am của mình, và được những vị chư thần đó đem cái xoài đó cúng dường cho cái vị đạo sĩ này, vị đạo sĩ tu tập. Nên mới nói rằng cái việc dục tham kỳ dị, cái nghĩa là người đó là đế vương thì từ bỏ cung vàng điện ngọc những cái đó, nhưng mà rồi khi mà tu tập thời gian ấy, thì lại thèm cái trái xoài, và khi thèm cái xoài nó không chịu ăn cái gì ngoài trái xoài đó, cứ nhìn vào dòng sông dòng suối hoài rồi chờ rồi trái xoài. Như vậy thì chúng ta thấy rằng các căn chúng ta không có chế ngự đó, tuy rằng chúng ta thấy con đường tu tập chúng ta đó là con đường rất là dài, và các cái giác quan chúng ta tiếp xúc các cái trần cảnh suốt cuộc đời như vậy, suốt cái dòng luân hồi như vậy, và ngày nào mà chúng ta không biết chế ngự các căn đó, tức thì bởi vì chúng ta thấy trong cuốn cũng nói lành thai chế phục nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn, lành thai chế phục lục căn, tức thì giải thoát những phần khổ đau. Người nào không chế phục được nhãn căn, nhĩ căn đó, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn đó, thì tức thì những cái sự khổ đau nó sẽ nảy nở, nó sẽ lớn mạnh. Như vậy thì cái điều thứ tư là cái con bò mà không biết băng bó vết thương, giống như người tu mà không biết chế ngự các căn vậy. Điều thứ năm ở trong mà trong 11 điều đó là không có sông khói, có nghĩa là không có biết làm sao để loại bỏ những cái tư tưởng dễ vui, tư tưởng này kia nọ trong tâm của chúng ta, vì cái sự mà thuyết giảng rộng rãi Phật pháp đó,
Phật mình thuyết pháp, giảng Phật pháp cho người khác biết, thì mình cũng được hiểu biết rộng rãi thêm, mình biết rộng rãi thêm và mình có cái sự suy tư về cái pháp. Điều đó cũng là điều mà nói rằng xong khói, tức là mình sẽ thuyết giảng. Thì khi mình thuyết giảng như vậy, đó là một cái thiện tâm quý vị. Nên quý vị thường thường quý vị thấy tâm thiện làm việc thính pháp hay thuyết pháp nhé. Mà Đức Phật này thường nói bố thí pháp là bố thí bất tử đó. Thì khi một cái người mà thuyết giảng chánh pháp đó cũng làm cho mình tỉnh ngộ, cũng giống như câu chuyện mà chúng tôi nói về cái dục tham kỳ dị đó, cũng nói về cái câu chuyện vị đó gặp được cái chuyện này kia nọ và biết được cái chuyện đó và đem cái chuyện đó nói ra đó, thì vị đó cái tâm tư nó nhẹ nhàng bớt, nó nhẹ mẹt nhàng bớt, cái tâm tư nó lắng động những cái đó, và nó cũng hiểu được cái sự quay quần ở trong các cái dục lạc và cái sự hồi trong sự khổ đau từ kiếp này đến kiếp khác. Tức là mình không biết nói về những cái điều này là những cái điều mà nó quay ra sự nguy hại. Và cái điều thứ sáu là không biết để con bò nó lội qua. Có nghĩa là thường thường chúng ta biết rằng những cái trở ngại trong tâm chúng ta đó, mà chúng ta muốn làm sao cho nó vượt qua được, tất nhiên là chúng ta phải hỏi pháp. Chúng ta hỏi những cái trạng thái như vậy đó, thì cái người tu tập mà đến những cái trạng thái như vậy đó, thì những cái vị mà thông thái đó, những cái vị đa văn, cái vị mà đã trải qua cái con đường tu tập về về pháp và luật đó, thì các vị đó có cái kinh nghiệm, thì các vị đó sẽ giải cái cách để vượt qua. Chúng ta thấy như là Ngài Anuruddha Thát, Ngài có phước để trở thành đệ nhất về thiên nhãn thông. Tuy rằng lúc mà Ngài chưa đặt thiên nhãn thuần tịnh đó, thì cũng có do cái phước trong quá khứ của Ngài, Ngài chưa có chứng đắc được thánh nhân, nhưng mà Ngài cũng có thiên nhãn thấy được cái ngàn thế giới. Nhưng mà tâm của Ngài cũng còn bị dao động. Và được Ngài Sariputta, Ngài nói về cái kiêu mạn, và Ngài nói đến những cái chướng ngại. Và vị này khi mà nghe được đó, Ngài Sariputta tu tập thêm một thời gian không lâu thì Ngài trở thành vị A-la-hán. Thì chúng ta cũng biết rằng cái chỗ mà gọi là đàn bò mà nó lội qua sông đó, nó phải lội chỗ nào mà không có bị nước xoáy, không có nước đạp mạnh. Bởi chúng ta thấy rằng một cái bãi sông đó mà nó lài dễ lội và khi mà dễ trèo lên, còn nếu mà không như vậy đó thì lội nó trèo xuống, nó gặp bãi đá, gặp nước xoáy, gặp nước đạp mạnh đó, thì con bò nó va chạm vào những cái điều nguy hại, thì nó sẽ bị bỏ mạng hoặc là nó bị gãy chân gãy cẳng, nó sẽ từ từ nó sẽ chết. Cũng như vậy, một cái người mà khi mà tu tập đó họ không biết để vượt qua đó, nên thường thường quý vị thấy con đường tu tập của chúng ta nó có những cái trường hợp trải qua, nó trải qua mà từ cái yếm ố tuệ, kinh hải tuệ, quả hoạn tuệ đó, thì dục thoát tuệ đó. Nếu mà mình thường thường mình tu tập đó, nhiều khi đó đến một lúc nào đó mình có cái tuệ cuốn chiếu á, mình tu tập một thời gian nào đó mình bị dính mắc hoặc mình không muốn tu tập nữa, hay là chúng ta hiểu rằng cái đạo phi đạo thì kiến tịnh đó, đó là cái sự dính mắc trong cái những cái năng lực mà do định tâm mà nó được đó, chúng ta dính mắc vào đó hoài đó, chúng ta khởi lên cái sự kiêu mạn rồi nó sẽ hi hủy hoại. Thì giống như tôn giả Đeo Đắc Tá đắc được bát thiền ngũ thông rồi, nhưng mà cuối cùng cũng bị hoại thiền và không có thể chứng đắc đạo quả. Hoặc là chúng ta thấy rằng dù là có hiểu biết nhưng mà cái sự cứng đầu khó dại của chúng ta đó, nó cũng nguy hại. Cũng như là Sunakhana hỏi Đức Phật về tu về thiên nhĩ thông, nhưng mà Đức Phật lại biết rằng Sunakhana trong quá khứ do cái nghiệp bắn vào cái lỗ tai của Đức Phật độc giác nên không thể nào kiếp này đắc được thiên nhĩ thông. Nhưng mà Sunakhana đó vẫn ngoan cố cứng đầu, không có biết phục thiện. Thì chúng ta cũng thấy có nhiều vị đó thì biết phục thiện. Chúng ta thấy như là ngày bị tỳ kheo Kundakhana đó, bị cái nghiệp lúc nào cũng có người phụ nữ đi sau lưng hết. Nhưng mà khi mà được Đức Phật này nhắc nhở đó, Ngài nói rằng hãy làm như cái chuông bị bể vậy đó, thì ông sẽ chứng Niết Bàn.
Bởi vì cái sự phản ứng á, nó là cái sự phản ứng thuận nghịch khi mà nghe người ta nói mình có cái người phụ nữ, mình phẫn nộ, mình nói chữ tăng như vậy, nhưng mình không bao giờ suy xét về cái nghiệp của mình trong quá khứ á, thì mình không thể nào có thể nào mà chứng ngộ đến niết bàn. Nên Đức Phật ngài mới dạy ta lặng lờ như thể chuông câm á, niết bàn tự tại bước chân, người đâu tranh cản chống ngăn được nào. Nếu mà ông yên lặng như cái chuông bị bể đó thì ông sẽ chứng ngộ niết bàn. Và chúng ta thấy Cun Đá Thê Ná nghe lời Đức Phật cũng bị những cái nghiệp lực ngăn cản, nhiều người đã vua chúa, những cái vị trưởng giả cũng muốn trục xuất ngài Cun Đá Thê Ná. Sau khi Chư Tăng nói về cái vị này đi đâu cũng có người phụ nữ sau lưng đó, nhưng mà cái vị này cũng phẫn nộ, cũng chống đối Chư Tăng. Nhưng mà khi nghe Đức Phật ngài nói đó, thì vị này suy xét theo lời dạy của Đức Phật, tại sao mình lại bị như vậy, những vị khác không bị mà mình bị như vậy. Có nghĩa là có một cái nhân duyên, một cái nghiệp lực nào đó nó từ ở chỗ này. Thì chúng ta thấy rằng á, mình hỏi pháp để mình vượt qua được cái sự trở ngại đó, đó là điều kiện cần có đối với đời sống một người tu hành muốn đạt được niết bàn. Còn nếu không á, thì mình sẽ bị trở ngại, nên gọi là không biết lội qua đó, cũng như không biết đưa tâm mình lên đó, không biết đưa tâm mình vượt khỏi sự chướng ngại đó, thì cái tâm mình sẽ bị trì trệ vì không có hiểu được những cái điều kiện, những cái điều pháp và luật của Đức Phật ngài trình bày về nghĩa văn mình không hiểu được. Điều thứ bảy là không biết chỗ nước uống. Có nghĩa là khi mà chúng ta hiểu được một cái con bò đó nó cần uống nước để nó lớn mạnh. Nước cũng là một loại vật thực mà chúng ta hiểu như là dạy của Đức Phật, cái vật thực. Rồi nước cũng là vật thực để nuôi dưỡng thân này. Thì cũng như vậy, khi một cái người mà muốn lớn mạnh trong giáo pháp đó, có nghĩa là người đó thường trong khi được thuyết giảng về vị đó, cố gắng thọ trì về cái mục đích, về Đức Phật ngài dạy, về những cái điều tu tập, về những cái quán thân bất tịnh, hoặc là quán tứ đại, quán danh sắc, hay là quán tam tướng. Thì những điều đó cần phải cố gắng hành trì. Vì thường thường chúng ta biết rằng có những pháp mà chúng ta phải nỗ lực tu tập, vì những cái điều đó nó không có trong cái sự luân hồi dài của chúng ta không có từng tập cho nó quen. Bây giờ chúng ta tu tập thì nó rất là khó. Cũng giống như một cái người mà chúng ta nghe nói là người đã từng tu thiền chỉ, thiền quán đó, tu thiền cũng dễ mà chứng cũng dễ. Hành dĩ đắc dĩ, mà có nhiều người hành dĩ đắc nan, hành nan đắc nan. Thì chúng ta cũng biết rằng á, đối với Đức Phật thì ngài biết rằng á, cái sự hiểu biết được pháp, hay là cái sự mà khi nghe được thuyết giảng á, mà làm cho mình vượt lên được đó, mình để mình làm cho mình chứng ngộ được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, chứng được pháp nghĩa cụ túc đó, đều là một cái điều cực kỳ cần nỗ lực. Nên quý vị thấy ngay cái thời kỳ của Đức Phật á, những người đệ tử của Đức Phật dù là vị thánh tu được quần tứ đà hàm, a na hàm, a la hán đó, các vị đó vẫn nghe Đức Phật thuyết pháp, vẫn nghe không ngừng và vẫn tiếp tục nghe để hiểu được những cái gì sâu sắc, về biết cái sự trình bày cho nó không có lẫn lộn. Đó là điều cần, rất là cần thiết. Rồi cái điều thứ 8 là ở trong cái người chăn bò đó, không biết cái con đường, không biết con đường để con bò nó đi. Thì cũng như vậy, một cái người tu mà không biết rõ về thánh đạo tám ngành, bởi vì thánh đạo tám ngành đó, để diệt được cái tập đế, nó là đạo đế để diệt cái lòng tham của chúng ta. Và nếu mà chúng ta không hiểu được cái phần chánh kiến và chánh tư duy, nó thuộc về tuệ phần, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về giới phần, chánh tấn, chánh niệm, chánh định thuộc về định phần, thì chúng ta không hiểu được bát chánh này được chia làm giới định tuệ, và chúng ta không hiểu được cái thánh đạo tám ngành. Nên thường thường quý vị thấy hiện giờ chúng ta thấy, tuy rằng Phật giáo nói như vậy, Phật giáo có nhiều tín đồ như vậy, nhưng có nhiều người đó họ không có tu theo con đường thánh tám tám ngành. Họ niệm ai đó cứu khổ cứu nạn, họ niệm ai đó phá địa ngục, niệm ai đó đem về Tây phương. Thì những cái điều đó nó hoàn toàn là giống như con đường mình đi mà mình không biết con đường. Một cái người tu mà không biết được cái con đường bát thánh đó, thì cũng giống như cái người mình gọi là tu mù vậy. Vì không có hiểu được cái con đường dẫn tới, thì cũng như vậy, cái đạo lộ giác ngộ giải thoát đó là cái đạo lộ bát chánh đạo.
rồi từ chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh định, rồi tự con người của mình làm cho sanh khởi. Chánh kiến là hiểu đúng, chánh tư duy là suy nghĩ đúng, rồi ly dục vô hận bất hệ tư duy. Chánh kiến là thấy được cái sự thuyết giảng chánh pháp của Đức Phật về danh sắc ngũ uẩn, về về lục đại duyên khởi, về tam tướng vô thường khổ vô ngã. Phải hiểu được như vậy đó thì chúng ta phải phân biệt ra phần nào là tuệ, phần nào là giới, phần nào là định. Như vậy á, thì không biết con đường để cho bò đi đó, cũng giống như người tu mà không biết bát thánh đạo vậy đó, mình sẽ đi theo những con đường tà đạo. Nên thường thường quý vị thấy rằng tuy rằng lúc Đức Phật ra đời đó vẫn có luật sư ngoại đạo, nhưng mà Đức Phật ngày nói những vị đó đều là ngoại đạo vì không có tu theo con đường bát chánh đạo. Còn khi mà chúng ta tu theo con đường bát chánh đạo đó là con đường của chư Phật ba đời được khéo thuyết bằng bát chánh. Và cái điều thứ chín là không khéo léo với cái đàn bò, cái chỗ mà đàn bò ăn ăn cỏ đó. Thường thường chúng ta biết rằng con bò nó lớn được nó nhờ nó ăn cỏ. Cỏ là để nuôi cái thân thể con bò, nó là vật thực nuôi con bò. Cũng như vậy, một cái người mà tu nó không biết bốn niệm xứ, không biết sao là niệm thân, sao là niệm thọ, sao là niệm tâm, sao là niệm pháp, không biết niệm thân thọ tâm pháp, và không biết phân biệt cái nào là thân quán, cái nào là thọ quán, cái nào là tâm quán, cái nào là pháp quán niệm xứ. Thì khi mà không biết như vậy, không thể nào an trú trong bốn niệm xứ đó được. Và khi không an trú trong bốn niệm xứ đó thì không có lớn mạnh trong niệm định tuệ giải thoát được. Nên thường thường quý vị thấy một cái người mà họ có niệm đó, vì họ có lòng tin, nên chúng ta thấy tính niệm tàm quỷ vô tham như sân hình xã đó. Có tính đó, thì chúng ta mới có niệm. Chúng ta có tin lời dạy của Đức Phật thuyết giảng về con đường bốn niệm xứ này. Niệm thân là hở cũng niệm thân, niệm tứ đại cũng niệm thân, niệm 32 thể trực cũng niệm thân, niệm những cái tử thi cũng là niệm thân, niệm thể trực cũng là niệm thân. Khi mà chúng ta biết được hết như vậy đó, thì chúng ta biết rằng những cái gì thuộc về sắc pháp đó, liên hệ đến sắc pháp, thì cái đó đều là niệm thân hết. Niệm thọ đó thuộc về danh pháp, chúng ta biết rằng cái tâm chúng ta nó có thọ quẩn và các cái cảm thọ sanh khởi do cái điều kiện của sắc đó, do xúc đó, duyên cho thọ, và các cái loại thọ là sanh khởi mình cũng phân biệt được. Và thọ quán niệm xứ rồi tâm quán niệm xứ là hễ mà cảm thọ sanh khởi do tâm nào, tâm đó liên hệ như thế nào đó, thì phân biệt được tâm tham hay tâm không tham, tâm sân hay tâm không sân. Rồi niệm niệm pháp đó, là niệm cái sự tinh hoa của căn cảnh thức, hay là năm triền cái, bảy giác chi, bát thánh đạo, ngũ thủ quẩn, đó thì mình gọi là chung gọi là niệm pháp. Như vậy thì khi mà chúng ta hiểu được như vậy đó, thì chúng ta biết rằng đàn bò đó được ăn uống nó lớn, một người mà có đạt được tâm giải thoát hay tuệ giải thoát đó là họ có niệm niệm về những cái đề mục mà tu tập, họ niệm được những cái đề mục đó, tâm họ an trú trong những cái đề mục đó được, thì cái tâm của họ nó từ cái sát na định tới cận định tới kiên cố định, từ sát na hỷ nó có tiểu đẳng hỷ, khinh tăng hỷ, sung mãn hỷ, những cái điều đó nó được sanh khởi đó do cái người đó có sự tập trung. Cũng như vậy mình thấy ở đời an cư lạc nghiệp, có nghĩa là chỗ có chỗ an thân, chỗ đó rồi đó thì mới sống vững vàng được. Thì cũng như vậy, một cái người mà có cái đề mục đó thì cái chỗ đó là cái chỗ mà mình để tâm của mình, đặt tâm mình, cột tâm mình ở trong đó. Như vậy thì cái tâm mình lâu đó thì nó sẽ có tâm, có niệm, có định, có tuệ là như vậy. Điều thứ 10 có nghĩa là giống như con bò nó có sữa, và nếu bị dắt kiệt sữa đó thì con bò nó sẽ kiệt quệ. Nên thường thường người ta dắt sữa bò đó, người ta vẫn để ít cho con sữa bò, con bê con nó ăn, và một ít để dành lại, chứ không bao giờ dắt kiệt hết. Vì như vậy thì con bò nó sẽ mất sức. Cũng như vậy, chúng ta lúc nào chúng ta làm vật gì đó, chúng ta cũng làm vừa sức thôi, mà làm đến nỗi mà kiệt sức đó thì chúng ta sẽ bệnh hoạn. Nó cũng giống như con bò, lúc nào cũng vậy, sữa nó không thể nào dắt hết sữa được. Nếu mà dắt hết sữa là cái sự nguy hại cho những con bò con, cũng như con bò mẹ.
Nên đó, Đức Phật ngài dạy cái vị tỷ khưu đó, khi mà thọ lãnh bốn món vật dụng như là y phục, thuốc trị bệnh, vật thực và trú xứ đó, phải làm sao mà đừng để cho cái người đàn na tính tí mất lòng tin, hay là họ bị kiệt quệ đó, thì họ sợ hãi, thì họ không dám gần gũi chư tăng. Và khi mà chư tăng kêu gọi nhiều đó, thì chúng ta thấy trong luật Đức Phật đã ban hành, có những lúc mà những cái vị thánh đệ tử của Đức Phật đi đến những cái xứ đó, thấy những cái hiện tượng đó đó, thì mọi người sợ hãi đó, thì tìm hiểu ra thì biết rằng các vị đó đã xin xỏ quá nhiều, và những người thí chủ họ không dám đến, không dám gặp mặt. Nên cũng giống như là con bò vặt sữa kiệt, con sức con bò nó sẽ nguy hại đến cái con bò con. Thì cũng như vậy, một cái người mà gần gũi những người cư sĩ mà làm quá mức đó, thọ hưởng những cái dục lạc, hay là kêu gọi, hay là làm những điều quá mức đó, nó sẽ nguy hại những cái người cư sĩ đó, cũng giống như họ xa lánh, thì cái điều đó là nguy hại. Điều thứ 11 là đối với con bò đầu đàn đó, không biết con bò đầu đàn. Mấy con bò đầu đàn bình thường chúng ta thấy lúc nào đi đó, những cái đàn linh dương, hay là những cái đàn ngựa rằn á, những cái đàn bò đàn trâu đó, nó có những con bò nó đã trải qua nhiều thời gian nắng hạn, hoặc là nó đã biết cái cách để tìm được chỗ nào có nước, có cỏ trong những cái mùa mà chúng ta thường thường thấy là xuân hạ thu đông đó. Có những mùa mà nó phải di cư rất là xa để nó tìm được cái đồ ăn, và nó tìm được cái chỗ không trú đông đó, gọi là cái sự mà nhiệt não đối với thân họ nó, có nó cũng phải biết cái cách để trốn tránh. Thì chúng ta thấy những cái loài chim di cư đó, thì những con chim đầu đàn nó sẽ khởi sự bay, và những con chim con đó, chim nhỏ nó sẽ bay theo. Cũng như vậy, những con trâu, con bò, linh dương, ngựa rằn á, những con mà sống lâu năm đó, nó biết được cái chỗ mà phải đi, lúc nào phải đi, và đi tới chỗ nào nó có chỗ dừng lại. Chúng ta thấy những cái bầy hồng hạc đó, nó bay như vậy, nhưng nó biết tới chỗ nào để kiếm mà những con vật như là ốc sò rồi nó ăn, để nó dưỡng sức, nó bay tiếp, và lúc nào nó cần hạ xuống để nó tìm đồ ăn, nó ăn trong thời gian nào đó mà nó ăn đầy đủ để nó tiếp tục nó bay nữa. Thì cũng như vậy, chúng ta thấy rằng đối với đàn bò thì phải tôn trọng con bò đầu đàn. Đối với cái vị trưởng lão đó thì được sự tôn trọng, vì cái vị đó tu tập qua nhiều cái thời kỳ và có nhiều cái kinh nghiệm, và vị này kinh nghiệm trên tự thân của mình, hay là nói cái sự trải qua cái kinh nghiệm tu tập trên tự thân của mình đó, đó là những vị có nhiều cái kinh nghiệm. Nhiều kinh nghiệm ở đây là kinh nghiệm trên phương diện nhiều mặt của vị, và vị đó vì sống lâu nó có cái kinh nghiệm. Nên thường thường ở đời người ta cũng nói nuôi người già đó để cái người đó chỉ dạy cái kinh nghiệm. Nên cái người nào khôn ngoan đó, biết tôn trọng những cái người già, và những cái người già có sự học rộng hiểu nhiều đó, và có những cái mình gọi là bí kíp đó, họ sẽ chỉ cho chúng ta. Thì cũng như vậy, đối với đàn bò đàn trâu đó, thì những con trâu sống lâu năm nó có cái sự kinh nghiệm, và những cái con trâu mà nó tôn trọng con trâu đó, nó đi theo con trâu đó, thì con trâu đó vì nó đã trải qua những cái thời kỳ đó, và nó sẽ dẫn dắt đàn trâu và tìm chỗ ăn chỗ uống, tìm chỗ trú đông nó an toàn. Cũng như vậy, vị trưởng lão đó có cái kinh nghiệm với cái đời sống tu hành, với cái sự kinh nghiệm tu tập vượt qua những sự khó khăn đó, các vị đó biết để bảo vệ cho tăng chúng, và tăng chúng có cái sự tôn trọng các vị trưởng lão biết nghe lời như vậy đó, thì những cái vị tỳ khưu này từng từ cũng đạt được cái sự lớn mạnh. Có nghĩa là mình sẽ có cái thời gian kinh nghiệm lớn mạnh và thành đạt giống như những vị trưởng lão đó. Như vậy thì chúng ta nhìn vào đó, thì cái bài kinh Đại Kinh Chăn Bò này đó, Đức Phật này dùng cái hình ảnh đàn bò mà người ta làm cho nó được lớn mạnh hưng thịnh đó, thì nó có 11 cái đức tính. Rồi vị tỳ khưu đó có 11 cái đức tính này sẽ lớn mạnh trong chánh pháp này, sẽ làm cho chánh pháp hưng thịnh. Nếu mà mỗi vị đều có cái đức tánh như vậy thì hội chúng này sẽ được hưng thịnh. Rồi kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, với cái thời gian và trong cái bài học này, thì con nghĩ rằng con xin trình bày với 11 pháp như vậy, thì bây giờ thì con nghĩ rằng cũng vừa với cái thời gian để trở lại cho quý ngài tham thảo luận, trình bày thêm những cái ý con trình bày chưa có được hoàn hảo.
phần phước đã phát sanh từ pháp thoại này kính dâng lên chư tôn đức, chia đến quý vị, chia đến chư thiên. Bây giờ thì con xin đảnh lễ quý ngài và xin thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại. Sa thủ cái trình thượng tọa pháp năm bạch thượng tọa thực siêu, không biết thượng tọa có ở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa thực siêu nghe được kính thỉnh thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu đầu tiên. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa thực siêu, thượng tọa có mặt ở trước máy và có nghe được không? Xin được hỏi thượng tọa pháp tân, thượng tọa tân có nghe được không? Nếu mà thượng tọa tân cảm biết được xin thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu đầu tiên. Dạ, thưa thượng tọa tân, khi mà chúng ta đọc 11 pháp mà người chăn bò có và so với 11 pháp thì 11 pháp này đó là chúng ta nói về cái thiện xảo của một cá nhân hay là chung cả một cộng đồng tăng chúng. Thí dụ như chúng ta nói rằng biết chăm sóc các vị trưởng lão hay là không có mắc sự cạn kiệt đối với bò, tức là không có kêu gọi cúng dường quá nhiều từ các vị đàn tính chẳng hạn. Thì ở đây 11 pháp này là dựa trên cái cá nhân hay là dựa trên tập thể của tăng chúng? Và thì Tổ Quan Hỷ cũng cho biết rằng trong Phật giáo nói đến tăng đoàn thì Đức Phật này có chú trọng cái việc mà một cái vai trò lãnh đạo như là chúng có ngày nay các vị tăng thống, các vị bu sải hay không, hay là ở đây là một trong những cái pháp mà mỗi một cá nhân nào biết đều có thể đóng góp được. Xin kính thỉnh ý kiến của Thượng Tọa. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sa Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tự Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Sư Nguyên Thông, Đại Đức Tề Tri cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý vị nam tín nữ. Theo con nghĩ rằng gọi là những cái pháp vào trong cái bài kinh này đấy, thì như là một cái người chăn bò thì được biết thì con nghĩ rằng cái đời, cái đường sống, đời sống tu tập của một cái vị hành giả đó thì để mà tiến đến cái đạo lộ giải thoát đó, thì cần phải trải qua những cái pháp này. Bởi vì theo con nghĩ đó là cái ví dụ như là một cái người mà không dắt khách sữa bò hoặc là bắt dê bắt rận cho con bò rồi canh con bò đi nước đi đến ao như thế nào thì con nghĩ rằng cái chặng đường tu tập của một cái vị hành giả đó thì cái điều đó con nghĩ rằng cần phải thận trọng, đối với mỗi cá nhân cần phải thận trọng rất là nhiều, thận trọng ở trong mỗi cái diễn biến ở trong cái sự tu tập của mình. Bởi vì nếu mà một cái người mà chăn bò mà không khéo thì cái đàn bò nó sẽ bị mất dần. Thì cái người tu, con nghĩ rằng với một cái vai trò lãnh đạo của một cái chư tăng đó,
thì có nghĩ rằng điều này nó cũng rất là quan trọng. Bởi vì tuy rằng mỗi cái sự tu tập á, thì cá nhân của mỗi người á, là phải tự biết thiện xảo ở trong mỗi cái phương diện để cho mình được tiến hóa. Còn nếu không á, nếu mà mình không có thiện xảo, không có khéo léo ở trong mỗi cái sự thực hành pháp á, thì cái đời sống tu tập của mình nó dễ dàng bị thoái hóa ở trong cái đời sống tu tập. Nhưng mà rồi đó thì một cái người mà lãnh đạo ở trong tăng đoàn thì con nghĩ rằng cái vai trò cá nhân nó cũng rất là quan trọng. Nhưng mà ở trong cái tập thể ở trong tăng chúng đó thì dĩ nhiên là có những, con nghĩ rằng là có những cái vị mà có đạo cao đức trọng có thể lãnh đạo cho giáo hội hay là lãnh đạo cho tăng đoàn, thì cái điều đó nó trở thành một cái bóng mát, trở thành cái chỗ nương tựa, trở thành những cái biểu tượng cho cái sự thanh tịnh của tăng đoàn, hòa hợp của tăng đoàn, hòa hợp của tăng đoàn. Thì ở đây con nghĩ rằng nếu như một người mà tự mình biết được cái đời sống cho mình, biết như thế nào để cho mình tu tập, để tiến hóa. Ví dụ như mình biết cái đó là cái pháp bất thiện, trong cái đời sống hàng ngày mình biết ứng xử như thế nào, để rồi là mình không có bị hụt hẫng hay là không có bị xa lầy ở trong cái pháp bất thiện, thì con nghĩ rằng cái điều đó rất là quan trọng. Tại vì nếu như mà một người tu tập mà mình không biết là cái nào nó làm cho mình bị thối quá, pháp nào nó làm cho mình thối quá, pháp nào nó làm cho mình được tiến hóa, thì cái đó nó cũng rất là nguy hiểm. Vì vậy cho nên là mình phải biết cái cách để làm cho cái sự tiến hóa ở trong đời sống tu tập của mình. Mặc dù là nói đến thiện pháp đó, thì theo con nghĩ rằng cái sự tu tập thì mình phải biết trau dồi, nhưng mà rồi đó thì cái nỗ lực cá nhân á, thì điều đó rất là quan trọng. Khi mà mình biết được cái pháp này nó dẫn đến cái tác hại cho đời sống phạm hạnh tu tập của mình, làm cho mình bị thoái hóa đi, cho nên là mình phải tránh thôi. Còn những cái pháp nào mà nó làm cho mình được tiến hóa thì ở đó nó phải nhờ, con nghĩ rằng nhờ nhiều cái yếu tố, từ yếu tố nội tại cho cái yếu tố ở bên ngoài. Yếu tố nội tại là sự nỗ lực, sự tập của một cái vị hành giả, biết được là như thế nào là pháp bất thiện cần phải tránh xa, rồi như thế nào là ô nhiễm nội tâm cũng cần phải tránh xa, rồi như thế nào làm cho thanh tịnh nội tâm, tiến hóa nội tâm thì làm cho nó phát triển, làm cho nó phát triển. Còn cái ở bên yếu tố bên ngoài thì cái hình ảnh của một cái vị lãnh đạo, của hình ảnh của một cái vị trưởng lão, một vị tăng chúng, thì con nghĩ rằng cái vị đó cũng là một trong những cái hình ảnh mà mình nói đến cái bậc mà đạo cao đức trọng. Từ cái hình ảnh đó mà mình có thể nương theo, từ cái hình ảnh đó mà mình có thể học hỏi theo, từ hình ảnh đó mà mình có thể được duy trì được cái niềm tin trong đời sống của mình, tu tập của mình nó được vững chãi hơn. Do vậy thì con nghĩ rằng cái đối với mỗi cá nhân á, mỗi người đó, thì cần phải biết được cái như thế nào pháp tiến hóa, như thế nào là pháp thối hóa, để rồi mình có cái sự thích ứng cho cái việc tu tập cho chính mình là như vậy. Con xin góp cái ý của con trong cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Nếu có điều chi chưa đủ thì con thỉnh thượng tọa bổ túc thêm. Nam mô Bụt Tha Giá.
Dạ, thưa chương thì tổ Phật Pháp Tân. Thưa quý Phật tử, có nghe chúng tôi nói được không? Quý Phật tử có nghe chúng tôi nói được không? Chúng tôi đang gặp trở ngại về đường truyền đó. Dạ, quý vị có nghe được, quý vị cũng nghĩ cho chúng tôi biết. Bạch Thượng Tọa Thời Siêu, Thượng Tọa có mặt ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Thời Siêu đang có mặt ở trước máy và nghe được, kính thỉnh Thượng Tọa con nghĩ. Kính thỉnh Thượng Tọa Quang Hỷ trả lời cho câu thảo luận số 2. Chúng tôi đang dùng phone đó, nếu quý vị Phật tử thấy Thượng Tọa Thời Siêu đưa tay hay là có câu trả lời gì thì quý vị Quang Hỷ cho chúng tôi biết nhé. Quý vị có thấy Thượng Tọa Thời Siêu đưa tay không vậy? Dạ, xin hỏi quý Phật tử có thấy Thượng Tọa Thời Siêu đưa tay không? Dạ chưa, chưa thấy Thượng Tọa Thời Siêu. Đại Đức Pháp Tính đây, Đại Đức Pháp Tính có mặt ở trước máy không? Nếu Đại Đức Pháp Tính đang có mặt ở trước máy, xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính Quang Hỷ trả lời cho câu thảo luận số 2. Giờ mưa lớn quá. Mưa lớn quá quý vị hả? Nhưng mà để Pháp Tính có trả lời được không vậy? Dạ. Ở bên này không có post được câu số xin thỉnh đại đức Thời Siêu Quang Hỷ post dùm câu số 3. Tại sao biết tu tập tứ niệm xứ được ví dụ với điều người chăn bò là biết chỗ có cỏ cho bò ăn, thay vì post câu số 2, xin Quang Hỷ post dùm câu số 3 dùm. Sợ Đại Đức Pháp Tính không có nghe được. Dạ, quý vị Quang Hỷ chờ chúng tôi trong giây. Không biết sư Đại Đức Thời Siêu có mặt ở trước máy không? Dạ, quý vị nào có biết là chúng tôi đang gặp trở ngại kỹ thuật đó, chúng tôi không có post được, quý vị Quang Hỷ chờ chúng tôi một chút, quý vị kiên nhẫn chút nhé. Dạ, xin kiên nhẫn chút xíu. Đại Đức Pháp Tính thì thấy rồi đó. Thì cái câu này là câu thảo luận số 2 thưa. Dạ, Đại Đức Pháp Tính ra. Tại sao mà trong cái ví dụ về người chăn bò đó, mà biết chỗ nào có cỏ ăn, thì Đức Phật kể lại ví dụ cho một cái người biết tu tập thứ niệm xứ. Xin kính thỉnh để ý kiến của Đại Đức Pháp Tính.
nghe rõ, và chính bản thân của chúng tôi cũng không nghe rõ được cái tiếng nói của chúng tôi do bên ngoài mưa lớn quá. Dạ. Nhưng chắc có lẽ chúng tôi sẽ cố gắng tài chính và phương tòa đạo ba cái câu ba và thảo luận phương tòa vừa và nhân lên. À, thì tại sao mà biết tu tập tứ niệm xứ được thí dụ với điều người chăn bò biết chỗ có cỏ cho ăn, cho bò ăn. À, thì quý vị, đối với cái đời sống tu tập tứ niệm xứ có nghĩa là mình sẽ giống như là mình sẽ ẩn mình ở trong cái chỗ nào mà nó thích hợp. Có nghĩa là chúng ta tu tập tứ niệm xứ có nghĩa là chúng ta sẽ tìm cái đề mục thích hợp để cho những cái phiền não nó không có sanh lên. Thì cũng vậy, cái chỗ mà cái người chăn bò biết chỗ để mà có cỏ mà cho bò ăn mà đúng cách hoặc là không có bị những cái sự nguy hiểm. Thành ra tu tập tứ niệm xứ được đề cập đến là giống như là thí dụ cái người mà chăn bò biết chỗ có cỏ cho bò ăn. Vậy thì quý vị thấy rằng ví dụ như cái người tu tập tứ niệm xứ là chúng ta phải tu tập như thế nào? Nếu mà mình tìm hiểu cho kỹ là tại sao mà có đề mục niệm thọ, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Tại vì quý vị thấy rằng con người của chúng ta đó là có người thuộc về cái học chậm mà thuộc tánh tham. Thành ra cái người đó là sẽ tu tập về cái đề mục niệm thân. Rồi có những người học nhanh mà thuộc về tánh tham thì cái người đó sẽ tu tập về cái đề mục là niệm thọ. Quý vị thấy rằng khi mà mình học chậm mà tánh tham mình tu tập đề mục niệm thân thì nó sẽ rõ ràng hơn. Ví dụ như mình đối với đề mục hơi thở nó cũng rõ hơn, hoặc là đối với quán về bốn đại nó cũng rõ hơn đó. Rồi cái người mà học nhanh mà thuộc về tánh tham mình tu tập về cái niệm thọ thì do cái sự học nhanh của người ta, cái cảm thọ nó sanh lên, người ta biết được cái vị hành giả đó sẽ nhận thức được cảm thọ đó nó như thế nào, nó do duyên như thế nào, vân vân. Thành ra đó là người mà học nhanh mà thuộc về tánh tham sẽ tu tập về cái đề mục niệm thọ. Rồi cái hạng người thứ ba nữa đó là học chậm mà thuộc tánh tà kiến. Thì học chậm thuộc tánh tà kiến thì phải tu tập về đề mục niệm tâm, có nghĩa là cái lúc đó chúng ta rất là đơn giản, phải mà tâm có tham mình ghi nhận tâm có tham, tâm có sân mình ghi nhận tâm có sân, hoặc là tâm có thiền hoặc là tâm không có thiền thì mình sẽ ghi nhận. Thì nó sẽ thích hợp hơn cho cái người mà học chậm mà thuộc về cái tánh tà kiến. Hoặc là cái hạng người thứ ba, thứ tư là học nhanh mà thuộc về cái tánh tà kiến thì người đó sẽ tu tập về đề mục niệm pháp. Tại vì do cái vị hành giả đó có cái sự mà học nhanh, thành ra những cái nào nó thuộc về cái pháp truyền cái hay là những cái pháp chi chi thì cái người đó do cái tánh người ta học nhanh người ta sẽ nhận được đó. Thì vậy thì quý vị thấy rằng tu tập đề mục tứ niệm xứ thì giống như là cái người mà chăn bò mà biết cái chỗ có cỏ cho bò ăn, thì mình biết được cái đề mục nào đó nó sẽ thích hợp với cái cơ tánh của mình. Thì còn đối với người chăn bò thì cũng biết những cái chỗ nào có cỏ cho bò ăn, hoặc là cái cỏ nào nó sẽ thích hợp cho cái loại bò đó, sẽ dùng cái loại cỏ đó. Thì đó là một cái người mà chăn bò mà có cái kinh nghiệm. Thành ra nó quý vị thấy rằng được đưa lên ví dụ. Nếu mà chúng ta đọc sơ qua thì chúng ta sẽ không nhận ra, nhưng mà hãy mà mình đọc lại cái đề tài đó thì mình sẽ hiểu rằng là tại sao nó có cái sự liên quan như vậy. Quý vị biết rằng giống như là một cái người mà người ta làm
người ta muốn diễn tả một cái bài văn, một cái cảm tưởng gì đó, thì người ta phải đọc đi đọc lại nhiều lần thì người ta mới có được cái ý nghĩ về cái đoạn văn đó. Thì cũng vậy, khi mà chúng ta tu tập bất cứ một cái đề mục gì đó, chúng ta phải đọc đi đọc lại. Cũng như quý vị thấy rằng, đối với ở trong kinh tạng đó, có nhiều người đó, người ta thấy rằng nó trùng như vậy, rồi mình cứ là phân vân. Nhưng mà thật sự ra đó, quý vị thấy rằng khi mà mình đọc cái đề tài, cái đề bài đó đó, mà mình đọc đi đọc lại nhiều lần như vậy đó, thì chúng ta sẽ nghĩ ra được cái chi pháp hoặc là cái đoạn kinh đó sẽ nói cái gì. Thì cũng vậy, đối với cái người mà tu tập cái đề mục mà, thì khi mà chúng ta cân nhắc chúng ta biết chúng ta thuộc về cái tánh nào, thì chúng ta sẽ tu tập với cái đề mục đó nó sẽ thích hợp. Thì cũng vậy, cái người mà chăn bò người ta sẽ biết rằng là cái chỗ đó có cỏ cho bò mình ăn không, mà cái cỏ đó nó thích hợp cho bò mà mình đang chăn không, thì cái người đó sẽ dẫn cái đàn bò đi đến cái chỗ thích hợp. Còn cái người tu tập tứ niệm xứ, mình phải biết rằng là cái đề mục niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp mà nó thuộc, nó liên hệ hoặc là nó thích hợp với cái cơ tánh của mình hay không, thì mình sẽ tìm đến cái đề mục đó để mà mình tu tập. Thành ra mới đưa lên cái ví dụ là như vậy. Thì chúng bạch thượng tọ, kính thưa đại chúng, đọc ở cái chỗ này thì vừa phải nói là rất là lớn, con phải dùng hết cái công sức mới nói được. Thành ra con xin được trình bày có thấy nhiều ý như vậy. Bây giờ thì con xin thỉnh thượng tọ trở lại. Sa thú, cái chân mình thích Phật tính. Sư Minh Thông có mặt ở trước máy không? Nếu Sư Minh Thông đang có mặt ở trước máy, xin thỉnh Sư Minh Thông trả lời cho câu thảo luận số 3. Sư Minh Thông, ở trong bài kinh đề Đức Phật này có đề cập đến một cái điểm trong 11 điểm, đó là không có vắt sữa khô kiệt. Ngày hôm nay người ta có cái khuynh hướng, và cái khuynh hướng này rất là thường thấy, đó là ở trong một cộng đồng hay trong một xóm làng hay trong nơi nào đó mà có một thí dụ mà phát tâm có tâm với tâm bảo, thì người ta cứ gõ cửa, người ta kêu hoài, ta tìm đủ một cách để kêu gọi, rồi có nhiều vị họ sợ, họ chạy luôn. Và bây giờ thì là cái thời buổi mà người ta đua nhau xây cất, người ta cùng nhau để kêu gọi. Ví dụ như ở trong thành phố Houston, ngày xưa thì có năm ba ngôi chùa, bây giờ chúng ta nói là có hơn 50 ngôi chùa, và cái sự kêu gọi càng lúc càng nhiều. Thì Sư Minh Thông có nghĩ rằng cái sự kêu gọi quá nhiều có thể nó có ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của đạo Phật không? Kính thỉnh Sư Minh Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là Viên Thông, con tuân lệnh sư phụ, có đáp án cho câu thảo luận số 3 hỏi rằng: hiện tượng kêu gọi cúng dường không chừng mực ngày nay ảnh hưởng thế nào đối với sự phát triển của đạo Phật? Kính thưa sư phụ và đạo tràng, chúng ta sống trong gian này thì đa số là chúng sanh, kể cả những người mà tu sĩ như chúng ta đó, thì chưa chứng đạo quả thì vẫn gọi là chúng sanh, nhưng mà là tu sĩ thì có học Phật pháp, thì có sự hiểu biết Phật pháp trong chừng mực, và những người đó có sự hiểu biết và có cái quyết tâm tu hành, thì người đó sẽ thấy là những cái tâm của mình. Và khi thấy cái tâm của mình đó, mà khi mà mình mà kêu gọi cúng dường, thì cái người hành giả đã biết rằng mình làm một cái chuyện không đúng cách. Là bởi vì cái vấn đề tu hành của chúng ta biết có cái gọi là hữu trợ và vô trợ. Còn cái này là chúng ta kêu gọi, thì cái sự mà cúng dường của người hành giả đó, thì nó cúng dường có cái sự mà hỗ trợ, thì cái chuyện đây là mình nói về cái quả phước.
Nhưng mà hiện tượng kêu gọi cúng dường là một cái thái độ của những người dân kêu gọi là đóng góp để xây cất cái gì đó, hay là đối với tăng sĩ là kêu gọi cúng dường để mà xây chùa hay gì đó, thì có nghĩ rằng là nếu chừng mực thì không là một gánh nặng của đàn na tín thí, mà ngược lại cái kiểu này mà nó repete hoài, nó lặp đi lặp lại hoài đó, thì cái sự cái tâm tham của người tu sĩ đó thì hình như là lớn. Chứ nếu mà thật sự ra chỉ có một lần vì nhu cầu phải sửa chữa chùa chiền thì cái đó là acceptable, nhưng mà kêu gọi cúng dường hoài đối với những người đó là một cái gánh nặng cho người Phật tử, thì điều này kính thưa sư phụ, con nghĩ là sư phụ không có làm ở điều đó. Và điều này nó hơi tế nhị, và những người tu sĩ thì phải đắn đo. Và thì sự thật ra mỗi cái nhiệm vụ của mỗi người thì con không có đạp vào đó, không có dẫm chân vào điều đó, nhưng mà nếu mà có cái sự thực sự là một cái chùa nào đó mà có kêu gọi cúng dường hoài thì cái điều đó thì con nghĩ là cũng không nên thường xuyên làm như vậy. Và bởi vì nếu mà làm như vậy thì người ta sẽ có một cái suy tư, mà nếu người ta suy tư mà họ không có hiểu rõ cái nhu cầu hay cái hoàn cảnh của một vị trụ trì đó thì có lẽ là họ sẽ chán nản, và đôi khi họ là khuếch tán cái vấn đề đó, thì thành ra thì có thể là quần chúng nó sẽ giảm bớt đi cái sự tin tưởng nơi giáo pháp. Còn nếu mà những người đó mà hiểu rõ, hay là khi mà cái kêu gọi của ấy cúng dường nói nêu rõ lý do và mời Phật tử lại để xem cái vấn đề đó, và thì sự thật là nếu mà cái hiện trạng mà chùa cần thiết cái gì đó thì con nghĩ là Phật tử thôi biết. Còn nếu mà không có phải là một nhu cầu mà làm để kiếm tiền thì Phật tử cũng biết. Bởi vì trên thế gian này không có cái gì nào, không có chuyện gì mà nó không có phơi bày ra ánh sáng. Thành ra tất cả những điều mà chúng ta làm thì chúng ta phải biết rằng khi mà chúng ta làm, thì Đức Phật giảng giải rằng khi mà thân hành, khẩu hành và ý hành của chúng ta từ cái căn là vô tham, vô sân, vô si thì chúng ta sẽ thành công và mọi việc sẽ tốt đẹp. Thưa quý vị, có lẽ là sư Nguyên Thông đã bị gián đoạn được chuyện. Chúng ta bước qua câu thảo luận số 4. Xin được thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng, không biết Thượng tọa Pháp Đăng còn ở trước máy và có nghe được không? Nếu Thượng tọa Pháp Đăng đang có mặt ở trước máy, xin thỉnh Thượng tọa Hoan Hỷ. Dạ. Thượng tọa Pháp Đăng, trong bài kinh hôm nay, Đức Phật Ngài có giảng về trì luật, trì pháp, trì Madhika. Thì Madhika là gì? Và nó liên hệ với thắng pháp Abhidhamma thế nào? Xin kính thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng. Hello. Bình thường thì quý vị biết rằng Madhika là mẫu đề. Như là ví dụ mình nói mẫu đề tam. Tam đề thiện, tam đề bất thiện vậy đó. Thì hay là quý vị nghe nói rằng Kusala Dhamma, Kusala Dhamma, Anicca Dhamma, pháp thiện, pháp bất thiện, pháp vô ký. Khi mà nêu cái tiêu đề như vậy đó, thì nói xung quanh những cái tiêu đề đó, hay là quý vị thấy những cái điều mà Đức Phật Ngài trình bày như là thiện trở bất thiện bằng cảnh duyên, bất thiện trở thiện bằng cảnh duyên, rồi bất thiện trở vô ký bằng cảnh duyên, rồi bất thiện vô ký trở vô ký bằng cảnh duyên vậy đó.
Có nghĩa là do cảnh sắc mắt mình thấy, là cái tâm mình khởi lên bất thiện. Thì cái tâm mình thường thường quý vị biết rằng mới đầu nó là vô ký, nhưng mà nó trở bất thiện bằng cảnh mình thấy mình khởi lên. Thì quý vị thường biết hộ kiếp vừa qua rúng động nhất dòng rồi khai môn, ngủ sống thức, thì những cái tâm này, những cái tâm vô nhân thì tiếp thâu rồi thẩm tấn đoán định rồi động lực như vậy. Thì chúng ta hiểu rằng Đức Phật này biết được cái, những cái điều kiện nó sanh khởi như vậy. Rồi cái nhiều khi cái tâm bất thiện này nó sanh khởi rồi nó phẫn nộ, những cái tâm bất thiện khác sanh khởi nữa. Bởi khi mình tâm tham mình sanh khởi, mình không được, mình nối liền với tâm tham là một cái tâm sân. Thì vậy đó, Đức Phật này biết được những cái nguyên nhân như vậy đó, nên chúng ta được mẫu đời như là tam địa thọ, pháp nào tương ưng với thọ, thọ xả, thọ khổ như vậy. Như vậy thì những cái mẫu đề ở trong A Phí Thâm Má thì nó có mẫu đề tam, mẫu đề nhị, ví dụ vậy. Tam đề thọ, tam, những cái đề tài mà được nêu lên đó quý vị gọi là mẫu đề. Mình nêu lên những cái giống như bây giờ mình nói rằng những cái tiêu chí cũng là có mấy tiêu chí ở trong cái chương trình hành động của mình, hay chương trình tranh cử của tổng thống Trump, thì ông đưa lên mấy cái tiêu chí như vậy đó, thì chúng ta được gọi là những cái điều đó là gọi là mẫu đề trong phía Thâm Má, nghĩa là mẫu đề trong thắng pháp. Như vậy thì thắng pháp là nói rất là nhiều phần, và trong đó ví dụ nhị đề kinh, tam đề thọ hay tam đề đề tương ưng hay bất tương ưng như vậy đó, thì có những cái mẫu đề mà chúng ta thường biết, như là cái bộ A Phí Thâm Má, hay là cái bộ mà pháp tụ, cái bộ phân tích đó, thì nó có những cái mẫu đề. Thường thường chúng ta đọc đó, ví dụ như tam đề thọ, cái thọ nào thọ hỷ, thọ nào thọ xả, thọ nào thọ ưu như vậy. Khi mà nêu lên những cái điều đó đó, ví dụ thường thường mình học vi diệu pháp đó, thì ví dụ mình nói rằng những cái tâm nào tương ưng với cái sở hữu nào một thọ, ví dụ sở hữu hỷ là một thọ, sân tật lẫn hối là một thọ, hoài nghi là một thọ, ví dụ như vậy. Thì sở hữu nào hai thọ, sở hữu nào ba thọ như vậy. Mình ở trong cái mẫu đề thì chúng ta biết rằng nêu lên những cái mẫu đề như vậy nó nằm ở trong vi diệu pháp đó, thì nó rất là nhiều cái mẫu đề, chứ nó không phải là nó rất là đa dạng ở trong đó. Như vậy thì khi mà chúng ta học, nghe biết như vậy để phân biệt thế nào gọi là mẫu đề tam, mẫu đề nhị, thí dụ như vậy. Tam đề thọ, tam đề tương ưng, bất tương ưng như vậy. Mình hiểu được cái điều đó đó, thì mình mới thấy được cái tầm quan trọng của cái mẫu đề Matika hay là A Phí Thâm Má, những cái thắng pháp được nêu trình bày như vậy. Thì đây là một cái điểm mà chúng ta thấy, như là bữa hôm trước mình học về kinh thập thượng vậy đó, pháp một chi, hai chi, ba chi, nêu hết như vậy. Mà rồi ở trong mẫu đề thọ đó thì cũng giống như vậy, cái thọ nào tương ưng với lạc thọ, thọ nào tương ưng với hỷ thọ, thọ nào tương ưng với ưu thọ, tương ưng với khổ thọ. Thì mình đọc lên tất cả như vậy đó, mình gọi là nêu lên những cái mẫu đề, trình bày trong những mẫu đề đó đó, trình bày trong những mẫu đề đó. Như vậy á, thì giống như mình nói rằng ở trên đời này có người nam người nữ, ví dụ như vậy. Hay là mà chúng ta cũng thấy những cái điều mà Đức Phật hay là ngài Sa Lưu Tát ngày nêu lên nó cũng tương tự giống như vậy đó. Người tam nhân, người nhị nhân, người lạc vô nhân, người khổ,
chỉ cho người khổ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, là nói chung là người khổ là như vậy, rồi người lạc vô nhân là như vậy, tục sinh bằng tâm tẩm tấn, người lạc những nhân, tục sinh bằng những tâm ly trí, người lạc tâm nhân, sanh bằng những tâm hợp trí. Thì chỉ chung cho tất cả những hạng người trên thế gian này, chỉ có những hạng người như vậy thôi. Thì đó chúng ta hiểu mẫu đề là nêu lên để trình bày. Thì ở trong cái câu hỏi này con xin chia sẻ như vậy, nếu cái gì cần nói thêm thì thỉnh thượng tọa. Sa thủ kính trường sư tổ pháp đăng. Thưa quý vị, còn vài phút sau cùng của chương trình hôm nay, chúng tôi xin được rút lời với chư tăng để chia sẻ về bài học này. Như chúng ta thấy rất là nhiều đoạn ở trong kinh, khi mà Đức Phật giảng pháp, ngài dùng những hình ảnh quen thuộc ở trong đời sống để nói lên những ý nghĩa rất là sâu xa của giáo pháp. Và hình ảnh của người chăn bò ngày hôm nay là một ví dụ. Thưa quý vị, người Việt Nam của chúng ta thường có một cái nhìn là những người nhỏ chăn trâu, chăn bò là thất học, là trình độ rất là kém. Ngay cả những người ở Việt Nam xem phim trên TV, thỉnh thoảng có nhiều khi trước cổng đồng có cái đài Mỹ họ chiếu về những phim cao bồi. Những người cao bồi là những người đi chăn bò. Và cái mà chúng ta rất là để họ là món súc. Sau này chúng tôi sang bên Mỹ, thì chúng tôi sống một thời gian dài ở thành phố Houston. Ở đây hàng năm có cái lễ hội gọi là Rio. Ở trong lễ hội này, người ta tái tạo lại những cái đoàn người mà thời xưa họ đi trên những cái caravan, và họ kéo theo một đoàn người ngựa hàng hóa, ngựa kéo xe, xe cưỡi ngựa. Thì thưa quý vị, nhưng có một vài tài liệu về Rio chúng tôi đọc được, thì mình mới thấy rằng trở thành một người chăn bò, gọi là cowboy, một người cowboy á, nhà nhưng chỉ cowboy chúng ta đừng có chúng ta đừng hiểu theo cái nghĩa thường thức của chúng ta, mà một người có thể lùa một cái đàn bò cả ngàn con, cả trăm con, đi ra chỗ này chỗ kia, trở về lành bệnh và biết chăm sóc bầy bò đó. Nó là cả một nghệ thuật. Cụ Nguyễn Du có nói rằng nghề chơi cũng lắm câu phục. Có nhiều cái lĩnh vực của cuộc sống mà chúng ta thấy nó rất là tầm thường. Thí dụ như là làm vườn, chăn nuôi, thì người ta nghĩ rằng ô cái chuyện đó là chuyện cho những người không có trình độ. Nhưng mà người ta quên rằng có rất nhiều kỹ sư nông lâm súc tốt nghiệp về ngành này và trở về làm vườn, và họ làm những khu vườn quy mô, tạo lợi tức rất là lớn. Hay là quý vị nào có coi cuốn phim Mùa Len Trâu? Mùa Len Trâu là một cái một phim mà qua đó nói về một cái hiện tượng xã hội mà ngày nay không còn nữa. Thời chúng ta tạm gọi là thời xưa, cách đây 70-80 năm, thưa quý vị, thì miền Nam á, lúc bây giờ thì tới mùa nước nổi, người ta gọi là nước nhảy bờ, mực nước dâng cao lên, cả một cái vùng đất trời mênh mông, ở đâu cũng là nước, thậm chí mà người chết cũng không có chỗ chôn, phải để lên mấy chiếc bè để cho cái xác từ nó rã đi, tới chừng nước cạn xuống chỉ còn bộ xương thôi thì họ mới đem đi chôn được. Thì bởi vì nước mênh mông như vậy đó, nên không có cỏ cho trâu ăn, thành ra người ta phải gửi trâu và thậm chí gửi con họ theo nữa, theo những cái đoàn gọi là len trâu. Chỉ len trâu này, những vị mà không sống ở miền quê thì không nghe nói nhiều. Mùa len trâu tức là người ta phải đưa cả hàng ngàn, có khi cả hàng chục ngàn con trâu
lên những vùng đất cao. Dĩ nhiên là không phải miền miền quê, cả miền sáu tỉnh miền Nam, Nam Kỳ lục tỉnh, sáu tỉnh miền Tây, chỗ nào nó cũng là đất thấp, cũng bị nước nước lũ hết. Mà có những cái vùng đất gò cao á, thì sư vị họ phải đi tìm về ở chỗ đó. Thứ nhất là để con trâu có thể sống được, tại vì con trâu nó không thể sống trong nhà sàn như chúng ta được, mà nó phải sống trong chỗ có cỏ. Nhà ngày xưa thì không đủ sức chịu cho con trâu. Thì ngoài cái chuyện mà dùng đất khô ráo cho trâu, còn có cỏ cho trâu ăn. Và những mùa lên trâu như vậy, họ đi cả cái mùa nước nổi rồi trở về. Trở về thì có những con trâu bị chết dọc đường. Và ở trong có phim mùa lăng trâu thì chúng ta cũng được biết rằng có những thiếu niên còn trẻ, khoảng chừng 13, 14 tuổi, mà từ cái tuổi rất là hồn nhiên, thơ dại, ở bên cha mẹ hàng ngày chăn trâu, chăn bò. Bây giờ đi một mùa lăng trâu trở về thì đã bắt đầu tiêm nhiễm những cái tánh, những cái tật, những cái kỹ năng của những người sống lang bạt kỳ hộ, ngủ với trâu, ngủ dọc đường, biết hút thuốc lá, biết uống rượu đế, có khi biết đánh bài, và có những cái tật xấu đem trở về. Tức là sau mùa lang trâu trở về thì đứa con trai ngày xưa ra đi rất là ngây thơ khờ khạo, bây giờ nó đã học nhiều cái thói tật của những người lang bạt kỳ hồ. Thì thưa quý vị, nói như vậy thì chúng ta muốn nói cho một điểm như vậy là không có đơn giản như chúng ta nghĩ. Có nhiều cái nghề nghiệp, dù là lang trâu ở miền Nam hay là dù là những người cao bồi, để chăm sóc một cái đàn bò, đàn trâu đó, nó cần rất là nhiều cái kỹ năng, rồi cái kiến thức là cái quan trọng. Không may cho chúng ta đó là chúng ta không có đặt nặng về điểm này. Chúng tôi nhớ có một vị trưởng lão nói với chúng tôi một câu là cái thời đại nào mà các cái ngôi chùa, những cái tu viện tổ chức những chương trình tu học nhiều, đào tạo nhiều, thì các vị tăng sĩ tương đối là có trình độ và lúc đó Phật giáo phát triển mạnh. Còn cái thời nào đó mà người ta chỉ biết cúng đám, người ta chỉ biết xây chùa, thì thật ra Phật giáo đi rất là xuống. Và ở đây chúng ta thấy rằng mình làm bất cứ việc gì phải có được cái sự trang bị. Và cái trang bị đầu tiên là kiến thức. Cũng như người lính ra trận đó thì phải có được trang bị đầy đủ súng đạn, vũ khí, áo giáp, phương tiện để đối diện với kẻ thù. Nếu mà mình không có đủ trang bị thì làm sao để mình chiến đấu? Thì với một vị tăng sĩ đó, không đơn giản là mình vào chùa rồi mình cạo đầu mình đắp y như vậy là xong, mà qua đó phải có một số cái kiến thức. Và những cái kiến thức mà Đức Phật đề cập đến tại đây cho chúng ta thấy được một cái chiều rộng cũng như là chiều sâu về những gì mà một cái vị tu sĩ cần trang bị cho mình. Cái đây khoảng hơn 30 năm trước thì có một vị Rinpoche người Tây Tạng tên là Trung Ba, và vị này đã thành lập ra cái tổ chức Nabora Institute cũng như nhà xuất bản Shapala mà còn tồn tại đến ngày hôm nay đó. Thì vị này là một nhân vật gây rất là nhiều tranh luận, nhưng mà vị này là có văn tài và viết một số các quyển sách rất là thú vị. Ở trong đó có một quyển sách nói rằng tu sĩ như là chiến sĩ, the spiritual warrior, là một vị chiến sĩ về tinh thần. Và vị này đã đưa ra một cái khái niệm là người Nhật Bản á, họ đã dùng thiền Zen để bổ cho cái tinh thần bỏ sĩ đạo. Nhưng mà ngược lại, tinh thần bỏ sĩ đạo cũng đã có một ảnh hưởng với thiền Zen. Chiến đấu với phiền não, chiến đấu với nghịch cảnh, và chiến đấu một cách khôn ngoan, chiến đấu một cách có hiểu biết, đó là cái khéo của một cái vị tướng hay là một người lính. Cũng như ông bà chúng ta ngày xưa thường nhắc cái câu của binh pháp của Tôn Tử, tướng tại trí bất tại dũng,
binh tại tinh bất tại đa, tướng là quan trọng là do cái khôn ngoan, chứ không phải là do cái sự vạm vỡ của cơ thể. Và binh lính sẽ ở chỗ tinh nhuệ chứ không phải là số đông. Số đông mà không tinh nhuệ thật ra thì rất khó đánh. Cái sự tinh nhuệ của lính hay là một cái đảm lược khôn ngoan của một vị tướng đó, nó đều dựa trên kiến thức. Nhìn lại ở trong tất cả các quốc gia phát triển, họ đều có đầu tư và đầu tư rất tốt vào ngành giáo dục. Chúng ta nói đó là Nhật Bản, đó là nước Âu Châu, đất nước Hoa Kỳ. Và ở tại Mỹ này nó có một cái thí dụ là ở những thành phố lớn nào, ở những cái nơi mà có tập trung về kinh tế, thí dụ như Silicon Valley, chúng ta gọi là thung lũng Silicon, tức là nói thung lũng điện toán của California, Silicon Valley nổi tiếng của thế giới đó. Thì thưa quý vị, ở đó đó người ta thấy rằng những cái trường đại học mà có khả năng để đào tạo những cái chuyên gia về về khoa học, về kỹ thuật rất nhiều, đủ đáp ứng. Hay là Houston là một thành phố mà nghiêng về mà có một cái mảng lớn về dầu hỏa, như là sản xuất về thiết bị khai thác dầu hỏa hay là những nhà máy lọc dầu, thì trường học đại học Houston phải có đủ khả năng để cung ứng. Và quý vị không ngờ được là như chúng ta về Houston mà những cái đại học cộng đồng Houston Community College thì ở tại đó, thưa quý vị, người ta có một cái đại học cộng đồng mà cũng có những cái chuyên ngành về giảng dạy về dầu hỏa, về kỹ nghệ hỏa, về kỹ thuật khai thác dầu hỏa, v.v. Ngành giáo dục nó là một đáp ứng rất là quan trọng cho kinh tế và cho xã hội, cho toàn bộ cuộc sống. Nếu chúng ta nghĩ rằng mình có thể đi vào trong cuộc đời này mà chỉ đơn thuần là đánh võ mẹ đẻ, tức là người ta đánh mình đưa tay đưa chân mình đỡ theo kiểu bản năng tự nhiên, thì thật ra cái chuyện đó nó cũng có vậy, nhưng mà nó chỉ đây thôi. Và nếu chúng ta thực sự muốn sống sót, muốn tồn tại đó, thì chúng ta phải có được học, phải có được đào tạo, nói chung là phải có một nền giáo dục đúng. Không có quốc gia phát triển nào mà nền giáo dục kém hết. Đây là một cái điểm mà ngày nay nhiều Phật tử, kể cả hàng xuất gia, chúng ta quan điểm rất yếu kém. Chúng tôi thưa với quý vị như vậy là ngày nay mà sở dĩ Phật tử còn đi chùa, ngày nay Phật giáo còn phát triển là do chúng ta hưởng về tài sản của cha ông, của những người đi trước để lại. Và chúng ta đang ở trong thời kỳ phá sản. Phá sản ở tại đây tức là chúng ta chỉ hưởng mà chúng ta không bồi đắp được gì. Và cái sự bồi đắp đó đó, nếu mà chúng ta thừa hưởng gia tài cũ mà chúng ta bồi đắp đó, thì cái việc chính là chúng ta phải có đủ cái kiến thức. Nói một cách khác là chúng ta có trang bị đủ cái sự hiểu biết. Dù là người bị tu sĩ hay là người xuất gia cũng vậy. Rất cần. Ở những thời kỳ mà rất là khó khăn của đất nước Tích Lan, vẫn còn có một số các vị tăng sĩ học thuộc Tam Tạng đi vào trong rừng ăn vỏ cây, lá cây, trái cây rừng để mà sống, nhưng mà cố gắng cho bằng được để duy trì Tam Tạng. Chúng ta thử hỏi rằng ở trong những thời buổi khó khăn nhất thì cái vốn liếng gì của cha ông để lại mà chúng ta chỉ duy trì được? Đôi khi không là gì cả. Chúng ta không thể nói mình ôm cái chùa, mình giữ cái chùa, mình giữ Phật Pháp, đừng nghĩ như vậy. Không phải cái chùa giữ Phật Pháp, mà chúng ta phải giữ được cái tinh hoa của Phật Pháp. Và cái tinh hoa đó đó, nó phải y cứ trên cái, không phải là một mình in ra Tam Tạng, mình in ra kinh điển, mà đó là cái kiến thức về Pháp học, Pháp hành, Pháp thành. Và kiến thức Pháp học không có căn bản thì đừng mong là chúng ta Pháp hành tốt. Và Pháp học, Pháp hành không tốt thì đừng mong có Pháp thành. Bởi vì chúng ta đọc nhiều, nhiều đoạn ở trong kinh lắm. Không biết tại sao ngày hôm nay mà chúng ta đôi khi lại có một cái thái độ chê bai cái chuyện học Phật Pháp, hay là ngược lại có nhiều khi chúng ta chê bai cái chuyện tu thiền, người đứng bên vị thế này, đứng vị thế kia. Quý vị rằng chê bai thường là những người rất là phiến diện, nói thẳng như vậy, bên nào cũng cần hết, rất là cần. Hiện nay như ở xã hội Hoa Kỳ,
người ta đang rơi vào trong tình trạng là không nhận nhau, không chấp nhận nhau, tức là một cái phe bảo thủ muốn gìn giữ lại những cái giá trị về truyền thống, về tôn giáo, về pháp trị, và một cái xã hội mà nghiêng về cấp tiến, tức là làm sao để bảo đảm được cái sự cởi mở, sự bình đẳng như nhập cư vân vân. Và điều nguy hiểm của đất nước Hoa Kỳ ngày nay là người ta không chấp nhận với nhau. Và không, ngày xưa đó, thưa quý vị, xã hội tiến bộ rất là nhiều là bởi vì ít nhất là người ta không nhận thấy rằng mình là bảo thủ, nhưng mà phải có những người cấp tiến, và những người cấp tiến cần có người bảo thủ đi giữ cân bằng lại. Ngày hôm nay thì thưa quý vị, đa số là một bước mà còn không có chấp nhận nhau, đó là một chuyện rất nguy hiểm. Với người Phật tử cũng vậy, nếu chúng ta đặt quá nặng về pháp hành mà chúng ta chê bai pháp học, chúng ta cũng có vấn đề. Mà chúng ta đặt quá nặng pháp học, chúng ta chê bai pháp hành cũng có vấn đề. Cái bản chất cực đoan là bản chất của tất cả chúng ta. Bản chất thiếu cởi mở, thiếu bao dung, cái bản chất phiến diện, biên kiến, đó là bản chất của chúng ta, bản năng chúng ta phải hiểu như vậy. Nên nếu chúng ta thực sự thương Phật, nếu chúng ta thực sự mong mỏi Phật Pháp trường tồn, thì chúng ta phải đầu tư nhiều hơn nữa vào giáo dục Phật Pháp. Giáo dục Phật Pháp ở tại đây tức là phải bỏ thì giờ công sức ra để làm thế nào mà tăng ni quần chúng Phật tử hiểu biết nhiều hơn về Đức Phật, về cuộc đời Đức Phật, về lời dạy của Đức Phật. Chứ không đơn giản là hãy đụng tới cái chuyện mà phát triển đạo Phật thì chúng ta cứ sách đi kêu gọi tiền đồ này, kêu gọi tiền đồ kia. Chúng tôi nói thì có lẽ là hơi kỳ và quý Phật tử có lẽ buồn. Nhưng mà đừng bao giờ nghĩ rằng cất chùa to Phật lớn, đừng bao giờ nghĩ rằng hô hào những pháp hội đông đảo mà là Phật Pháp hưng thịnh đâu. Đa số là chỉ là nặng phần trình diễn, đa số chỉ là hình thức. Chúng tôi không bài bác cái chuyện đó hết. Nhưng mà chúng tôi nói như vậy là chúng ta nên cân bằng lại. Quý Phật tử biết chúng tôi làm trụ trì á, ở trong chùa mà hiểu được một việc là những cái gì mà gọi là lễ hội, cái gì mà gọi là cúng dường, xây chùa, đúc tượng, thì Phật tử phát tâm rất nhiều. Nhưng mà bảo trợ cho những chương trình tu học, bảo trợ cho chư tăng đi học, thì thật ra chúng ta rất là hời hợt. Tại vì sao vậy? Chúng ta không đặt nặng về vấn đề đó. Ở tại các quốc gia Phật giáo thì người ta bỏ không biết bao nhiêu tiền để xây chùa, xây tháp khắp nơi, rực rỡ. Nhưng mà cái tiền để đầu tư vào việc làm việc từ thiện xã hội, đầu tư việc giáo dục, cải thiện đời sống của tăng ni, của Phật tử không có. Chúng tôi sống ở các chùa Việt Nam ngày xưa đó, các cái chánh điện rất là to, nhưng mà chỗ nhà bếp thì rất là tệ. Và trong khi nhà bếp là cái chỗ mà rất là cần cho ngôi chùa. Và tệ hại hơn nữa, cả ngôi chùa ngày xưa chúng tôi chỉ có hai cái nhà cầu thôi, mà bao hàng trăm hàng ngàn người đến. Chúng ta chưa có nhìn được cái tinh thần thực tiễn, nó không có quân bình. Và không cái quân bình này nó đã tạo nên một cái sự chúng ta gọi là khập khiễng. Khập khiễng là tại vì mình muốn đi hai chân mình phải cùng khỏe hết. Bây giờ một chân khỏe, một chân yếu, sao mà đi được? Cái sự khập khiễng đó nó là một hiện tượng mà chúng ta thấy ngày nay. Vì vậy bài kinh ngày hôm nay Đức Phật ngài dạy về cái thí dụ của người chăn bò. Mà chúng tôi nói thì hơi quá, nhưng mà chăn bò nó là một nghệ thuật. Chăn bò đó là một cái kỹ xảo, một cái kỹ năng rất là quan trọng. Nếu muốn bầy bò được lớn mạnh, bầy bò không bệnh hoạn, bầy bò không bị tai nạn, bầy bò bị không bị mất mát, chúng ta đánh giá cái chuyện chăn bò là thấp rồi. Thì thưa quý vị, đối với người Phật tử khi mà hiểu về cái sự tồn vong của Phật Pháp, thì chúng ta phải tự hỏi rằng chúng ta đầu tư bao nhiêu cho giáo dục, chúng ta đầu tư bao nhiêu cho kiến văn, chúng ta đầu tư bao nhiêu có kỹ năng. Chúng ta cứ hô hào mọi người là chấn hưng Phật Pháp, đào tạo tăng tài, nhưng mà chúng ta quan tâm bao nhiêu, chúng ta đã làm được những gì. Thật ra đôi khi những bài học này lại cần nhắc cho chúng ta thấy là mình phải trở về cái gì căn bản nhất. Và Đức Phật ngài không có thiếu ở trong các việc hướng dẫn chỉ dạy chúng ta, mà vấn đề là chúng ta không quan tâm và chúng ta không có thực hành đủ. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma, kính chân chư vị giảng sư đã vào rung để thuyết giảng đảnh lễ quý ngài. Xin chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con Nguyên Thông, con xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên con đường hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ops, sư ngôn viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các đường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn. Chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ. Xin nhờ cô Nhật Quỳnh hay Lan Dần Nguyệt mở kinh cuối buổi học. Xin cảm ơn.
Thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Phật Pháp Bú Đa Thăm Má xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bụt Thầy.